Chương 97. Vì sao đối mặt lại không nhận ra nhau? Áo tím, mắt tím, tóc tím. Áo tím. Hỏa Chi Vũ giật mình, lúc này nàng mới phát hiện ra mái tóc dài đang tung bay sau lưng Tiêu Dận đã chuyển thành màu tím. Một màu tím lưu loát chảy như suối nước sau lưng hắn. Sắc tím chấn nhất tinh thần người khác, khiến cả gương mặt hắn cũng trở nên lạnh buốt. Rõ ràng, tóc Tiêu Dận có màu đen, sao bây giờ lại chuyển thành màu tím? Mái tóc màu tím kia khiến nàng cảm thấy hắn thật xa lạ. Khí thế của hắn làm cho nàng cảm thấy kinh hãi. Chưa cần tính tới thiên quân vạn mã sau lưng hắn, chỉ riêng một mình hắn đã đủ khí thế chấn áp toàn quân. Qua Ô Ngàn Cách trên cổng thành, Hoa Chư Vũ nhìn thấy Tiêu Dận, nhưng dường như Tiêu Dận không hề nhìn thấy nàng. Ánh mắt hắn đang nhìn về chỗ Cơ Phượng Ly đứng trên tường thành, nhếch môi cười lạnh. Trong khoảnh khắc hắn giơ tay lên, mọi âm thanh đều dừng lại, cả đất trời trở nên yên tĩnh thê lương. Ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại cũng đã biến mất phía chân trời. Trong không khí dồn nén một loại sát khí vô hình ép người ta cảm thấy khó thở. Hỏa Chư Vũ đã không còn xa lạ gì với cảnh tượng này, nhưng cũng chưa bao giờ nàng cảm thấy căng thẳng như hôm nay, vì thứ nàng đối diện không phải binh mã Tây Lương mà chính là binh mã Bắc Triều. Bắc Triều không giống với Tây Lương, mà chủ soái đối phương còn chính là nam nhân từng nói sẽ bảo vệ nàng cả đời. Tiêu Dận chưa lập tức công thành mà lạnh lùng quát. Cơ Phượng Ly, nếu người đã đến đây thì đừng như rùa rụt cổ thế kia. Phái người nghênh chiến đi. Cơ Phượng Ly chắp tay đứng trên tường thành, tà áo trắng đón gió phiêu đãng, lộ ra sự cao ngạo thanh nhã. Hắn thản nhiên cười nói. Khí thế của Bắc Đế cũng thật lớn. Bản tướng thật không biết phái ai nghênh chiến mới áp đảo được ngài. Chi bằng để hắn xuất hiện đi. Cơ Phượng Ly không dùng sức mạnh, nhưng giọng nói của hắn vẫn lọt được vào tai Tiêu Dận không thiếu một chữ. Hoa Chư Vũ kinh ngạc, mãi nàng mới nhận ra hắn trong miệng Cơ Phượng Ly chính là Hoa Chư Vũ nàng. Theo hướng chỉ tay của Cơ Phượng Ly, Tiêu Dận nhìn về phía Hoa Chư Vũ. Hắn nhìn lướt qua gương mặt nàng rồi ngửa đầu cười dài. Tiếng cười của hắn rất lạnh, trong sự lạnh giá còn mang theo sự đùa cợt khinh thường và mỉa mai. Tả tướng đại nhân, chẳng lẽ bây giờ Nam Triều không còn tướng tài nên mới phải phái một binh tốt ra nghênh chiến? Các người coi thường Bắc quân chúng ta như vậy sao? Hoa Chư Vũ biết không phải Cơ Phượng Ly muốn nàng đi nghênh chiến, hắn làm vậy chỉ để Tiêu Dận nhìn thấy nàng. Dù sao hắn đã chắc chắn nàng là người của Tiêu Dận, nếu phái nàng đi nghênh chiến thì khác gì thả hổ về rừng. Nhưng Hoa Chư Vũ lại không ngờ Tiêu Dận có thể nói ra những lời đó, giống như hắn không hề quen biết nàng. Cơ Phượng Ly ngẩn người, hắn quay đầu lại nhìn Hoa Chư Vũ lạnh lẽo nói, không ngờ Bắc Đế lại tỏ vẻ không biết ngươi. Hắn nghĩ hắn dùng cách này bản tướng sẽ buông tha cho ngươi sao? Hoa Chư Vũ thản nhiên cười, tướng gia, xin cho ta đi nghênh chiến. Ta không phải thám tử Bắc Triều, ta là người Nam Triều. Nếu ngươi không tin, nếu ta chạy trốn, ngươi có thể dùng một mũi tên bắn chết ta. Nàng đã quyết định, dù thế nào nàng cũng phải đối mặt với Tiêu Dận. Nàng muốn biết vì sao hắn phải phát động chiến tranh. Nếu như là vì nàng, vậy nàng chính là tội nhân thiên cổ, nàng muốn thuyết phục hắn ngừng chiến. Cơ Phượng Ly nhìn nàng thản nhiên nói, được, bản tướng cho ngươi cơ hội gặp hắn, nhưng đừng nghĩ mình có thể rời khỏi được đây. Cơ Phượng Ly phái một đội tinh binh mang trọng giáp hộ tống Hoa Chư Vũ ra khỏi cửa thành. Đồng thời hắn còn phái Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt áp sát hai mặt phải trái. Hoa Chư Vũ biết thực lực của hai người kia, nhất là Đường Ngọc biết dùng độc. Nếu nàng bỏ trốn, chưa cần Cơ Phượng Ly ra tay, hai người kia sẽ ngăn nàng lại. Nói cho cùng, Cơ Phượng Ly vẫn xem thường thực lực của nàng. Nếu nàng muốn trốn, hai người bọn họ vẫn chưa đủ khả năng ngăn nàng lại. Nhưng nàng không muốn chạy trốn. Hoa gia nhà nàng vì Nam Triều chinh chiến nhiều năm như vậy, không phải vì triều đình thì cũng là vì con dân Nam Triều. Tuy phụ thân bị định tội mưu phản, nhưng nàng vẫn tin tưởng phụ thân trong sạch, mà nàng tuyệt đối không bao giờ làm ra những việc thông địch phản quốc. Dưới thành Túc Châu, Hoa Chư Vũ dục ngựa chạy ra trước hai quân, Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt bám sát theo không rời. Tiếng chống chặn bên phía Bắc quân đã ngừng lại, chỉ có tiếng vó ngựa của nàng dục dã như tiếng trống không ngừng vang lên trong lòng.
tới gần từng bước một, vượt qua màn sương mờ nặng nề. Cuối cùng nàng đã đứng rất gần Tiêu Dận. Nàng có thể nhìn thấy gương mặt Tiêu Dận dưới lá cờ Bắc Triều kia. Đây là một Tiêu Dận hoàn toàn xa lạ đối với Hoài Trứ Vũ. Không phải vì mái tóc màu tím của hắn, mà bởi vì đôi mắt lạnh giá, gương mặt nghiêm nghị của hắn. Bộ vương phục Bắc Triều màu tím, chiếc vạt áo có thêu hình bản long giơ móng vuốt, uy nghiêm bay lên trời xanh, đầy khí thế uy áp người khác, toàn thân lộ rõ khí chất đế vương. Không hiểu vì sao Hoài Trứ Vũ lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng ghìm ngựa nghênh đón cái nhìn của Tiêu Dận, chỉ thấy ánh mắt hắn sắc bén như muốn xuyên thủng người nàng. Trong ánh mắt hắn không có thâm tình, chỉ có sự giá rét lạnh lẽo. Tiêu Dận cười, nhưng trong nụ cười của hắn tràn ngập sát khí. Không ngờ Cơ Phượng Ly lại phái tên tiểu tốt nhà ngươi ra đây thật. Nếu ngươi đã muốn đi tìm cái chết, bản đế sẽ thành toàn cho ngươi. Trái tim Hoài Trứ Vũ như muốn đóng băng. Hắn đúng là Tiêu Dận sao? Không sai, chính là Tiêu Dận. Nhưng thái độ này, tình cảm này giống hệt như lúc hắn và nàng mới quen nhau. Thậm chí hắn còn vô tình hơn lúc đó rất nhiều. Trong lòng nàng như bị ai đó bóp chặt. Tiêu Dận không nhận ra nàng sao? Nàng lặng lặng ngước mắt nhìn hắn, trong lòng không ngừng dậy sóng. Người đâu? Nghênh chiến! Tiêu Dận lạnh lùng ra lệnh. Hắn vừa dứt lời, phía sau liền có một viên đại tướng cưỡi chiến mã xông ra. Khi Hoài Trứ Vũ còn ở Bắc Triều không trang điểm cực đậm thì cũng đeo mạng che mặt, do đó đa số người Bắc Triều không ai biết được gương mặt thật của Hoài Trứ Vũ. Chỉ thấy viên tướng kia thúc ngựa, vùng mũi thương lên chỉ vào Hoài Trứ Vũ nói: bản tướng tiếp ngươi. Hoài Trứ Vũ không buồn nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo vẫn nhìn về phía Tiêu Dận, lạnh lùng nói: không cần. Hắn không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn đánh nhau. Ta tới đây là muốn nói với bệ hạ mấy câu. Tiêu Dận nhíu mày lạnh lùng cười. Khẩu khí của tiểu tử nhà ngươi không nhỏ, có chuyện gì mau nói đi. Tiểu tử, đột nhiên nàng cảm thấy rất nhớ danh xưng nhà đầu kia. Nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mái tóc màu tím, ánh mắt lạnh lùng của hắn đủ để khiến nàng biết hắn thật sự đã quên mất nàng. Thật sâu trong đáy lòng nàng cảm thấy chua xót. Người không biết ta thật sao? Hoài Trứ Vũ áp chế sự đau đớn trong lòng, chậm rãi hỏi. Ngươi? Tiêu Dận đưa mắt đánh giá Hoài Trứ Vũ một lượt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ngươi là ai? Nàng là ai? Hoài Trứ Vũ hoảng hốt, nàng nên trả lời như thế nào? Nói nàng là Doanh Sơ Tà hay là Nguyên Bảo? Nói nàng là Hoài Trứ Vũ hay nói nàng là muội muội của hắn? Trong số 4 thân phận trên, chỉ có 2 cái là thật, mà cả 2 thân phận nàng không thể dùng làm câu trả lời. Nàng chỉ có thể trả lời nàng chính là Nguyên Bảo, là thái giám của Hoàng Phủ Vô Song. Ta là Nguyên Bảo, bệ hạ từng cứu ta khỏi tay người gấu. Chẳng lẽ bệ hạ không nhớ sao? Hoài Trứ Vũ cất tiếng hỏi, trong mắt nàng tràn đầy vẻ mong chờ. Nàng không tin chuyện xảy ra chưa đầy năm, chả lẽ hắn lại không nhớ? Tiêu Dận lạnh lùng cười. Bản đế nhớ rõ người gấu, nhưng lại không nhớ đã từng cứu ngươi. Ngươi tới đây là để nói chuyện này sao? Nói xong thì có thể khai chiến được rồi chứ? Trong mắt Hoài Trứ Vũ lộ rõ vẻ buồn bã. Nếu như Tiêu Dận không nhớ ra nàng, vậy nàng đã phí công tới đây rồi. Ta chỉ muốn hỏi vì sao ngươi lại phát động chiến tranh, gieo rắc đau khổ cho dân chúng? Hoài Trứ Vũ chua chát hỏi. Chiến tranh? Hai triều Nam Bắc phân tranh với nhau hơn 100 năm. Việc thống nhất chỉ là sớm muộn. Nam triều hủ bại, hoàng đế chỉ biết lỏng quyền. Nay ấu đế lên ngôi, quyền lực rơi hết vào tay phụ chính. Dân chúng Nam triều đã sớm rơi vào bể khổ. Còn Bắc triều chúng ta cũng không còn là người man di thô lỗ như trước đây. Chúng ta đã siêng năng học hỏi tinh hoa văn hóa Hán tộc. Quốc lực càng ngày càng cường thịnh. Thống nhất thiên hạ là một việc làm thuận theo ý trời. Tiêu Dận bình tĩnh nói. Hoài Trứ Vũ giật mình. Lý do phát động chiến tranh từ trước tới nay đều bắt nguồn từ hai chữ thống nhất. Nhưng cái giá phải trả của hai chữ đó chính là cảnh sinh linh đổ thán. Muốn sống một cuộc sống yên ổn khó đến thế sao? Người còn muốn nói gì không? Tiêu Dận nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng, trong trẻo như tiếng ngọc rơi xuống sàn đá. Hoài Trứ Vũ còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng nàng như bị nghẹn lại. Vì dù nàng có nói gì, Tiêu Dận cũng sẽ không nghe nàng.
Nếu không còn chuyện gì, vậy tới nghênh chiến đi. Tiêu Dẫn lạnh lùng nheo mắt nói, người dám can đảm ra khỏi thành nghênh địch, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ khiến bản đế không phục ngươi. Nhưng chỉ e ngươi không có đường quay trở về. Tiêu Dẫn vẫy tay, một đội trọng binh dâng lên vây kín Hòa Chữ Vũ. Hòa Chữ Vũ đang cầm ngân thương trong tay, đột ngột giục ngựa chạy gấp. Nàng giống như một tia chớp xông vào giữa vòng vây. Chỉ là một cây ngân thương bình thường, nhưng khi được cầm trong tay nàng đã biến ảo ra đủ mọi chiêu thức, giống như thần linh phát ra những âm thanh rồng ngâm hổ gầm. Nàng dùng tốc độ sét đánh chém chết một lúc hai gã binh sĩ Bắc Triều, chỉ một lát sau đã dẫn theo Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt mở một đường máu chạy về phía cổng thành. Chương 98: Sát phá làng đoạn tuyệt. Những tướng sĩ đuổi theo phía sau không thẹn là tinh binh, gắt gao đuổi theo Hòa Chữ Vũ. Đội thiết kỵ này giống như một cơn lốc cuốn qua, thế nhưng nàng vẫn có thể mạnh mẽ mở đường máu xông ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, có tiếng đàn đột ngột vang lên trong Bắc quân. Tiếng đàn ngân dài mang theo sự tang thương đau khổ, rồi giai điệu biến chuyển đột nhiên trở nên mãnh liệt, giống như đi vào một giấc mộng hào hùng. Khúc nhạc này đã quá quen thuộc với Hòa Chữ Vũ. Sát phá làng, sát phá làng. Đây là khúc nhạc nàng sáng tác riêng cho cô nhi quân, một khúc nhạc đầy hàm xúc, chỉ có nàng và những cô nhi quân từng trải qua đau khổ và sinh tử mới có thể hiểu được. Khúc nhạc này ngoài nàng ra thì chỉ có Đan Hoàng biết đàn. Đan Hoàng, chẳng lẽ Đan Hoàng đã rời khỏi hoàng cung Nam Triều? Trái tim Hòa Chữ Vũ như thắt lại, nàng ghìm ngựa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đội quân của Tiêu Dẫn tách ra thành một đường, có một cỗ xe đuổi hoa lệ đang chậm rãi chạy tới. Phía trước xe đuổi phủ tầng tầng lớp lớp sa mỏng màu đỏ thẫm. Dưới ánh hoàng hôn, màu đỏ kia đầy diễm lệ, giống hệt như màu đỏ Đan Hoàng hay mặc khi ra chiến trường. Mà tiếng đàn kia cũng chuyển ra từ trong xe. Cánh tay Hỏa Chư Vũ khẽ run rẩy, đôi mắt trong suốt nhào lại. Quả nhiên, thấp thoáng trong xe có một bóng người búi tóc cao. Đúng là Đan Hoàng sao? Cuộc đời này ngoài cẩm sắc ra, người nàng cảm thấy có lỗi nhất chính là Đan Hoàng. Đan Hoàng vì nàng mà làm rất nhiều chuyện. Nếu đó đúng là Đan Hoàng, nàng phải cứu Đan Hoàng ra ngoài bằng được. Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt thấy Hòa Chư Vũ đột nhiên dừng ngựa lại, cũng vội vàng đứng lại theo. Tướng gia đã có lệnh phải hộ tống người này về thành an toàn, không được để hắn trở về Bắc quân. Mới vừa rồi bọn họ còn cảm thấy kinh ngạc, chưa cần bọn họ ra tay hắn đã tự mở đường máu quay về. Nhưng giờ hắn lại đột ngột dừng lại, càng khiến hai người tăng cường cảnh giác. Mau về đi, để muộn thêm lát nữa không về nổi đâu. Đường Ngọc lạnh lùng nói, không thể mở cửa thành ra quá lâu. Nam Cung Tuyệt cũng quay đầu ngựa lại, ngân thương trong tay chỉ vào trước ngực Hòa Chữ Vũ. Người đừng vọng tưởng nữa, chúng ta sẽ không cho người quay về Bắc Triều, còn không mau quay về bản giáo úy sẽ không khách khí nữa. Nghe thấy những lời này, Hòa Chữ Vũ hoàn toàn bất động. Binh sĩ xếp hàng ngăn nắp phía sau xe đuổi, làn điệu sát phá lang không ngừng vang lên trên chiến trường. Hòa Chữ Vũ chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên nàng cảm thấy có chỗ không thích hợp. Tuy cầm kỹ của người này rất cao, nhưng tuyệt đối không phải là Đan Hoàng. Tuy thể hiện được sự tang thương nhưng vẫn còn rất kém. Cô nhi quân trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, chỉ có những người từng ở chung với họ như Đan Hoàng mới có thể cảm nhận được hết. Người này không phải là Đan Hoàng. Nhưng đây là ai? Ngoài nàng và Đan Hoàng, còn ai biết đàn khúc nhạc này nữa? Một khúc kết thúc, có một cánh tay trắng nõn kéo màn xa màu đỏ lên. Gương mặt cô gái trong xe vừa hiện ra thì trái tim Hòa Chữ Vũ cũng trở nên nguội lạnh. Người ngồi trong xe rất đẹp, bộ quần áo gấm màu đỏ tôn lên vòng eo thanh mảnh thướt tha, búi tóc vấn cao, mi thanh mục tú, một đôi mắt thu thủy dậy sóng mênh mang. Nàng ta không phải Đan Hoàng, nhưng cũng là người vạn lần Hoa Chữ Vũ không thể ngờ tới. Ôn Uyển. Ôn Uyển, Hoa Chữ Vũ còn nhớ sự thê lương phẫn hận của nàng ta khi bị Tiêu Dẫn bắt rời khỏi Nam Triều. Mà vẻ mặt của nàng ta hiện giờ so với trước đây thật đúng là hai người hoàn toàn khác biệt. Nàng ta thản nhiên cười, ánh mắt thanh cao đầy lạnh lùng nhìn lướt qua gương mặt Hoa Chữ Vũ, rồi thuận thế nhìn bóng dáng Cờ Phượng Ly đứng trên tường thành phía xa.
Trên tường thành, Cao Phượng Ly vẫn đứng yên như cũ, tà áo trắng phiêu dật trong gió giống như một áng mây trắng tự do tự tại. Trong mắt Ôn Uyển thoáng hiện lên nét bi thương. Nàng ta nâng váy, bước xuống xe, đi tới trước ngựa Tiêu Dận. Tiêu Dận khẽ nhíu mày, nhưng trên môi đã khẽ nở nụ cười. Hắn đưa tay ôm ngang eo Ôn Uyển, kéo nàng ta ngồi lên ngựa. Hai người cưỡi chung một con ngựa, kẻ trước người sau, đúng là cảnh tượng thân mật khó nói nên lời. Sắc mặt Hòa Chữ Vũ tái nhợt, những lời Tiêu Dận từng nói với nàng, nàng vẫn nhớ rõ như chỉ mới ngày hôm qua. Hắn từng nói, nếu làm như vậy khiến ngươi không hận ta nữa, ta nguyện ý tới niệm nô kiều. Hắn từng nói, nhận một đòn của người gấu, ta mới biết cảm giác chúng đạo cầu tiễn đau tới cỡ nào. Hắn từng nói, nhà đầu, tình hình Nam Triều bây giờ đang rất nguy hiểm, sao ta có thể yên tâm rời khỏi đây? Còn nữ nhân này cũng coi như một lợi thế, chỉ cần nàng còn trong tay ta, nhất định những người kia sẽ không làm khó người. Hắn còn nói, nhà đầu, cả đời đại ca sợ rằng không bao giờ có thái tử phi, ngay cả thị thiếp đại ca cũng không muốn có. Nhưng chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi mà tất cả đã thay đổi. Bắc quân đã đủ thời gian bao vây đường trở về thành Túc Châu. Tiêu Dận chưa hạ lệnh, binh sĩ hai bên cũng không động thủ. Ôn Uyển ngồi trên đại hắc mã, lặng lặng nhìn Hoa Chữ Vũ. Nét mặt không hiện rõ vui buồn, nhưng trong mắt khẽ hiện lên một tia sắc bén. Nàng ta cúi người, nói gì đó bên tai Tiêu Dận. Tiêu Dận liền nheo mắt nhìn Hoa Chữ Vũ, đôi mắt hắn càng lúc càng âm trầm. Ôn Uyển nói xong, hắn liền bế nàng ta trở về xe đuổi. Hắn đưa tay lấy đại cung bên ngựa xuống, lại rút ra mấy mũi tên lang nha lắp vào cánh cung. Hắn dương cung lớn kéo thẳng một đường giữa chiến trường hàng vạn quân sĩ, mà Hoa Chữ Vũ có thể nghe rõ tiếng kéo dây cung. Trái tim của nàng lúc này giống hệt như cánh cung kia, vô cùng căng thẳng. Hoa Chữ Vũ cảm thấy tê cứng, nàng không dám tin Tiêu Dận đang nhắm về phía nàng. Nàng không nói được gì, chỉ biết im lặng nhìn về phía hắn. Nàng thản nhiên cười, một nụ cười thản nhiên trong suốt như sương sớm. Đừng, Hoàng thượng! Có một hai người phóng lên phía trước Tiêu Dận. Đúng là Hồi Tuyết và Lưu Phong, nhưng họ đến muộn rồi, mũi tên đã xé gió lao vùn vút ra ngoài. Mấy mũi tên của Tiêu Dận, một bắn về phía Đường Ngọc, một bắn về phía Nam Cung Tuyệt, một mũi còn lại bắn về phía Hoa Chữ Vũ. Ngoài ra còn có hai binh sĩ đứng gần Hoa Chữ Vũ nhất. Tốc độ mũi tên bắn ra quá nhanh, hai binh sĩ trúng tên lập tức ngã xuống. Tốc độ kia khiến người ta không kịp chạy trốn. Hoa Chữ Vũ giơ ngân thương trong tay lên, âm thầm vận nội lực nghênh đón. Lực mũi không quá lớn, chỉ là ngân thương làm từ gỗ. Nếu không phải Hoa Chữ Vũ sử dụng nội lực, e rằng mũi tên đã sớm xuyên qua ngân thương, cắm vào người Hoa Chữ Vũ. Dù vậy, mũi tên kia cũng đủ khiến cánh tay Hoa Chữ Vũ đau đớn, trong miệng dâng lên cảm giác tanh ngọt, phun ra một búng máu ra ngoài. Nhìn tia máu bay đầy trời, Hoa Chữ Vũ chỉ có cảm giác bi thương vô hạn. Nàng cảm thấy hạnh phúc ở ngay gần trước mắt, nhưng lại giống như cách xa cả thiên sơn vạn thủy, vĩnh viễn cũng không thể chạm đến. Nàng từng nghĩ mình có thể khôi phục thân phận nữ nhi, gả cho một nam nhân tốt. Nhưng một ly rượu độc đã biến giấc mơ của nàng trở thành ác mộng. Khi nàng nghĩ bản thân đã tìm được người có thể che chở cho mình, thì một mũi tên lang nha đã bắn vỡ giấc mộng của nàng tan thành bọt nước. Vì sao hai chữ hạnh phúc lại ở xa nàng đến vậy? Hải Đông Thanh rời khỏi đầu vai Tiêu Dận, tung cánh bay về phía Hoa Chữ Vũ bên này, bay lại đây. Con ngựa dưới thân không biết do bị mũi tên của Tiêu Dận hay là bị Hải Đông Thanh làm cho sợ hãi, chỉ thấy nó nâng cao chân trước, hí lên một tiếng dài rồi khuỵ xuống, đẩy Hoa Chữ Vũ ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc Hoa Chữ Vũ ngã quỵ xuống, nàng nhìn thấy Tiêu Dận đang thúc ngựa chạy về phía mình. Nàng vội vàng sử dụng thiên cân trị đáp xuống đất an toàn. Cây thương trong tay dương cao nghênh đón Tiêu Dận. Để Bắc Đế tự mình ra tay, nàng cũng thật có diễm phúc. Hai mũi thương giao nhau, dưới áp lực cường đại, Hoa Chữ Vũ bị ép trượt ra xa mới bảo trụ được thân mình. Tuy nàng chưa từng chính thức giao thủ với Tiêu Dận, nhưng trong đại hội Đoạt Tuyết Liên, nàng đã từng thấy hắn giao thủ với Đấu Thiên Kim, cũng coi như biết được mức độ mạnh yếu. Nhưng hôm nay giao thủ trực tiếp,
nàng bỗng phát hiện võ công và nội lực của Tiêu Dận dường như tăng vọt lên rất nhiều. Nếu là mấy tháng trước, nội lực của hắn chỉ tương đương với nàng, còn bây giờ nàng đã không phải là đối thủ của hắn. Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt tránh được mũi tên của Tiêu Dận thì lại bị đại tướng của hắn cuốn lấy. Một mũi tên của Tiêu Dận đã làm cho Hòa Chư Vũ bị nội thương. Ngân thương trong tay cũng không phải thần binh lợi khí, sao có thể địch lại nổi một người có công lực cao như hắn. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, sau 18 chiêu, mũi thương của Tiêu Dận đã đâm trúng vào vai nàng. Hòa Chư Vũ ngã xuống đất, trước mặt sau lưng, khắp nơi đều là tiếng ngựa hí và tiếng chém giết. Tiếng gió gạo thét, ai oán như quỷ khóc. Bóng đêm buông xuống, đèn đuốc giữa hai quân sáng rực lên. Ánh sáng phản chiếu từ khôi giáo, từ binh khí hắt vào trong mắt Hòa Chữ Vũ, hiện rõ vẻ mặt khuynh thành mà trong trào lạnh lùng. Ánh mắt Tiêu Dận hơi nheo lại, yên lặng nhìn Hòa Chữ Vũ. Khóe môi hắn khẽ mím lại thành một đường thẳng tắp. Đúng lúc này, cửa thành Túc Châu mở rộng, vô số thiết kỵ trọng giáp chạy ra khỏi cửa thành. Người dẫn đầu chính là đại tướng quân Vương Dục. Người dẫn đầu chính là đại tướng quân Vương Dục, còn bên cạnh hắn chính là tả tướng Cơ Phượng Ly. Một quan văn kiêm giám bỗng nhiên rục ngựa chạy ra, khiến không ít binh sĩ Bắc Triều cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Dận cả kinh, hắn vẫy tay một cái. Có vô số thường kiếm hướng về phía cổ Hoa Chữ Vũ, rồi sau đó có người đi tới trói chặt nàng lại. Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt vội vàng xông tới, trong ống tay áo Đường Ngọc bắn ra vô số mũi nhọn. Những binh sĩ đứng quanh Hòa Chữ Vũ đồng loạt ngã xuống. Tiêu Dận đột nhiên quay lại ôm Hòa Chữ Vũ lên ngựa, phóng thẳng một đường trở về Bắc quân. Nam Triều và Bắc Triều đại chiến một hồi ngay ngoài thành Túc Châu, nhưng trận chiến này không còn quan hệ tới Hòa Chữ Vũ vì nàng đã bị bắt làm tù binh. Nàng không ngờ kết quả hôm nay lại như vậy. Thế này chỉ khiến Cơ Phượng Ly càng thêm khẳng định nàng là thám tử Bắc Triều. Nàng cười khổ, nhưng nàng nhất định phải tới Bắc Triều, nàng phải điều tra rõ chuyện của Tiêu Dận. Trận chiến kéo dài đến nửa đêm, Bắc Triều không chiếm được thành Túc Châu mà còn bị Nam Triều đẩy lui 50 dặm, lùi về hướng thành Dương Quan. Chạy đến Dương Quan đã là chuyện của hai ngày sau. Dương Quan là một thành thuộc Nam Triều, mới bị Bắc Triều công phá mấy ngày trước. Dân chúng trong thành đã sớm chạy nạn, ngoài binh sĩ Bắc Triều ra thì không còn ai khác. Hòa Chư Vũ ngồi trong một chiếc xe ngựa đơn sơ, bị quân sĩ áp giải đến nơi ở của Tiêu Dận. Hòa Chư Vũ bị nhốt vào địa lao trong phủ, mùi ẩm ướt và sự u ám trong địa lao khiến nàng hít thở không thông. Sự đau đớn trên vai càng khiến nàng không ngừng nhíu mi. Nàng ngồi dưới đất, trong đầu không ngừng hiện lên những hành động của Tiêu Dận trên chiến trường. Nàng muốn tìm ra thứ gì đó, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn phải thừa nhận. Ngoài việc Tiêu Dận đã quên mất nàng thì tính cách của hắn cũng không khác với trước đây là mấy. Hắn không giống như người bị người khác khống chế, hắn vẫn đầy mạnh mẽ, đầy khí phách như thế. Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Hòa Chư Vũ vận nội lực bứt đứt dây thừng, chậm rãi đi đến cửa lao. Tuy địa lao vững chắc nhưng thủ vệ canh giữ bên ngoài không quá nghiêm ngặt. Hiển nhiên Dương Quan đã trở thành nơi phòng thủ trọng yếu của Bắc Triều. Tiêu Dận cũng không nghĩ sẽ có người mạo hiểm tới nơi này cứu nàng. Hòa Chư Vũ đứng trước cửa lao, nàng đang đợi. Nàng biết sẽ có người tới tìm nàng. Quả nhiên, tiếng bước chân khẽ vang lên trong bóng tối, đi từng bước một về phía này. Trước cửa lao xuất hiện một bóng người cầm đèn lồng, chính là thân vệ bên người Tiêu Dận, Hội Tuyết. Lúc ở trên chiến trường, Hội Tuyết đã ra tay ngăn cản Tiêu Dận. Hòa Chư Vũ biết nhất định cô ấy sẽ tới đây tìm nàng. Chương 99. Trong ánh sáng địa lao ảm đạm, Hội Tuyết cầm theo chiếc đèn lồng đứng ở ngoài cửa. Cô không mở cửa vào trong mà bình tĩnh đứng nhìn Hoa Chư Vũ qua cánh cửa lao. Chiếc đèn trong tay tỏa ra ánh sáng nhu hòa nhưng không thể chiếu sáng hết toàn bộ nhà giam, càng không hiện rõ được vẻ mặt Hội Tuyết lúc này. Nhiều ngày không gặp, Hội Tuyết cũng không thay đổi nhiều lắm. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước đây, chỉ có ánh mắt nhìn Hoa Chư Vũ hiện rõ vẻ phức tạp. Rốt cuộc cô là ai? Vì sao phải giả mạo công chúa Trác Nhã? Hội Tuyết nhìn thẳng vào Hoa Chư Vũ thản nhiên hỏi. Hoa Chư Vũ không ngờ Hội Tuyết vừa mở miệng lại hỏi nàng về vấn đề này. Nói như vậy,
Hồi Tuyết đã biết chuyện nàng không phải muội muội của Tiêu Dận. Nếu Hồi Tuyết đã biết, khẳng định là Tiêu Dận cũng biết. Ngày đó nàng từng nói cho Tiêu Dận, sau khi trở về hãy đến hỏi Bạch Mã phu nhân một chuyện. Nàng còn nghĩ hắn không nghe thấy, thì ra là hắn nghe được. Hồi Tuyết, ta là ai không quan trọng. Ngày đó ta tới Bắc Triều để tránh nạn, hoàn toàn không có ác ý với Bắc Triều. Nàng chỉ có thể nói như vậy. Trước mắt, thân phận Hoa Chữ Vũ vẫn cần được giấu kín. Vậy sao cô lại biết công chúa Trác Nhã, còn có cả tín vật của công chúa trên người? Công chúa Trác Nhã đang ở đâu? Hồi Tuyết tiếp tục hỏi. Hiển nhiên Hồi Tuyết chưa biết nàng là Doanh Sơ Tà. Việc này mới chỉ có mình Tiêu Dận biết. Hồi Tuyết càng không nghi ngờ nàng là Hoa Tiểu Thư, chỉ nghĩ nàng chính là một nha hoàn thay thế. Hồi Tuyết hỏi tới công chúa Trác Nhã, làm Hoa Chư Vũ trầm mặc. Cái chết của Cẩm Sắc thủy chung vẫn là vết sẹo đau đớn nhất trong lòng Hoa Chư Vũ. Mỗi một lần có ai nhắc tới chuyện này, vết sẹo đó như bị người ta bóc vẩy, chảy máu đầm đìa. Cô ấy đã mất rồi, tín vật đó là cô ấy giao cho ta. Rất lâu sau, Hoa Chư Vũ mới chậm rãi nói. Cánh tay cầm đèn của Hồi Tuyết run rẩy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bi ai. Rõ ràng cô đã sớm đoán được một tín vật liên quan đến thân thể quan trọng như vậy không thể dễ dàng tặng cho người khác, trừ khi việc này dùng một lời khó nói hết. Hồi Tuyết, bây giờ ta chỉ muốn biết hoàng đế các cô đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại tấn công Nam Triều, sao tóc của hắn lại biến thành màu tím? Hoa Chư Vũ nghiêm mặt hỏi. Hồi Tuyết trầm mặc một lát nhưng không hề trả lời Hoa Chư Vũ. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn Hoa Chư Vũ đầy thâm ý, rồi lấy chìa khóa mở cửa lao ra. Hoàng thượng muốn gặp cô, đi theo ta. Hồi Tuyết cầm chiếc đèn lồng dẫn đường. Việc cô không trả lời câu hỏi của Hoa Chư Vũ khiến Hoa Chư Vũ càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc Tiêu Dận bị làm sao mà đến ngay cả Hồi Tuyết cũng tỏ vẻ trách móc nàng. Nào còn nghĩ Hồi Tuyết tới đây để nói chuyện gì đó, thì ra là không phải. Hoa Chư Vũ biết Tiêu Dận sẽ cho gọi nàng tới gặp mặt. Không biết Ôn Uyển đã nói gì với hắn trên chiến trường mà làm cho hắn cảm thấy hứng thú với nàng, bỏ qua tôn nghiêm của một hoàng đế để tự thân bắt giữ nàng. Nếu không chỉ dựa vào việc hắn không nhớ rõ nàng, hắn sẽ không có hứng thú với một binh tốt như vậy. Hoa Chư Vũ cảm thấy dò dự thì nghe thấy Hồi Tuyết thản nhiên nói. Mau đi thôi, tâm trạng hoàng thượng mấy ngày gần đây không tốt, nếu đắc tội với ngài cũng chỉ có cô chịu thiệt. Hoa Chư Vũ đi theo Hồi Tuyết ra khỏi địa lao. Lưu Phong đang đứng đợi bên ngoài, nhìn thấy Hồi Tuyết dẫn theo Hoa Chư Vũ ra ngoài, hắn liền đi trước dẫn đường. Mấy người đi dọc theo con đường lát đá nhỏ, đi tới chỗ Tiêu Dận. Hoàng thượng, thuộc hạ đã dẫn tù binh tới. Lưu Phong đi vào trong bẩm báo. Hoa Chư Vũ đi theo hắn, khi biệt ly còn lưu luyến không rời, vậy mà lúc gặp lại đã trở thành hai người xa lạ. Hắn vẫn là hắn, nàng cũng vẫn là nàng, chỉ là bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn, nàng không còn là nàng, trong mắt nàng, hắn cũng không còn là hắn. Trên chiếc thảm dày bày ra một chiếc bàn gỗ màu đen, phía trên có một lô huân hương đang cháy, khói nhẹ lượn lờ, mùi hương thơm mát thản nhiên tràn ngập toàn bộ căn phòng. Ôn Uyển đang ngồi đánh đàn bên bàn gỗ, còn có vài cô nương xinh tươi như hoa như ngọc, thiên kiều bá mị nhảy múa theo tiếng nhạc. Tư thế đầy khiêu khích, nhưng ánh mắt bọn họ không hề phối hợp với cơ thể. Tất cả đều đầy vẻ mị hoặc dán chặt vào người Tiêu Dận. Tiêu Dận ôm cằm xem múa, đúng là thời chiến loạn lạc, tuy thua trận nhưng Tiêu Dận lại không hề có chút u sầu nào. Hắn đang ngồi trên thảm, dựa lưng vào gối gấm, trông vô cùng tự tại. Mái tóc tím tùy ý thả ở phía sau, lấp lánh dưới ánh sáng ngọn đèn trong phòng. Màu tóc và màu mắt tím hòa lẫn với nhau khiến cả người hắn tỏa ra khí chất kinh tâm động phách. Đó chính là thứ trước đây Tiêu Dận không có. Ngoài ra, trông hắn còn có vẻ lạnh lùng hơn trước đây, lạnh lùng mà mị hoặc. Nhìn thấy Hoa Chư Vũ, hắn liền nhau mắt lại. Mũi nhọn màu tím trong mắt càng nồng đậm, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bức người. Sao lại chậm như vậy? Hắn lạnh lùng hỏi. Bẩm hoàng thượng, người này bị thương nên tốc độ có hơi chậm. Hồi Tuyết tiến lên thì lễ đáp. Tiêu Dận lạnh lùng hừ một tiếng rồi vẫy tay cho Hoa Chư Vũ. Tới đây. Hoa Chư Vũ chắp hai tay ra sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Dận.
lúc cách hắn còn 5 bước chân thì ngừng lại. Ở khoảng cách gần, nàng phát hiện ra màu tóc tím này rất hợp với gương mặt hắn. Một gương mặt lạnh lùng và diễm lệ, thật khó có thể tìm ra từ thích hợp để hình dung. Hòa Chư Vũ nhìn hắn không chớp mắt, cố gắng bình tĩnh nói. Không biết hoàng thượng cho gọi một binh tốt nhỏ như ta tới đây có chuyện gì? Ánh mắt Tiêu Dận nhàn nhạt lướt qua gương mặt Hoài Chư Vũ. Một binh tốt mà có võ công cao cường như vậy khiến bản đế cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa, ta còn nghe nói Cơ Phượng Ly rất xem trọng ngươi. Nhưng bản đế không biết hắn xem trọng ngươi tới mức nào. Cơ Phượng Ly rất xem trọng nàng sao? Có lẽ Ôn Uyển đã nói với hắn như vậy. Hoàng thượng tin vậy sao? Ta cũng chỉ là một binh tốt bé nhỏ mà thôi. Tiêu Dận hắn thật sự không nhớ ra nàng. Đôi mắt hắn nhìn nàng vô cùng thản nhiên và lạnh lùng. Nói cũng đúng. Hắn nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm quan sát Hỏa Chư Vũ rất lâu, cảm thấy hứng thú hỏi. Người tên là gì? Hoàng thượng. Ôn Uyển ngừng đánh đàn, nhẹ nhàng bước tới chỗ Tiêu Dận, ngồi xuống bên cạnh hắn, rót đầy một chén rượu đưa cho Tiêu Dận rồi nói. Lại uống một chén đi. Tiêu Dận vẫy tay ra hiệu cho các vũ cơ lùi xuống, quay đầu tươi cười với Ôn Uyển. Uyển nhi, sao không đàn nữa? Bản đế muốn nghe thêm một lần nữa. Ôn Uyển thản nhiên cười nói. Chỉ cần hoàng thượng muốn nghe, Uyển nhi sẽ đàn tiếp. Nàng đứng dậy đi tới trước bàn, lúc đi ngang qua người Hoài Chư Vũ hơi ngừng lại một chút, đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoài Chư Vũ, trong mắt thoáng hiện lên ý cười. Hoài Chư Vũ biết Ôn Uyển rất hận nàng. Ngày đó khi Tiêu Dận đem Ôn Uyển đi, hắn đã nói hắn bắt Ôn Uyển vì để bảo vệ nàng. Tuy lúc đó nàng ta hôn mê không nghe thấy gì, nhưng không có nghĩa là nàng ta không biết. Một người cao ngạo như nàng ta biết mình bị bắt tới Bắc Triều chỉ vì sự an toàn của một tiểu thái giám như nàng, bảo nàng ta chịu thế nào được. Hoài Chư Vũ cười khổ, quan hệ giữa nàng ta và Ôn Uyển thật sự quá phức tạp. Ôn Uyển ngồi xuống, bắt đầu đánh đàn. Cây đàn nàng ta đang dùng chính là nhiễu lương của Tiêu Dận. Nhiễu lương nàng từng dùng đang phát ra khúc sát phá lang dưới đầu ngón tay Ôn Uyển. Sát phá lang. Hoài Chư Vũ không hiểu vì sao Ôn Uyển lại đàn khúc nhạc này, chẳng lẽ là Tiêu Dận thích nghe sao? Nói như vậy, rất có thể Tiêu Dận đã dạy nàng ta khúc này. Ngày đó nàng từng đàn khúc đó trên chiến trường, sau khi Tiêu Dận nghĩ nàng là muội muội của hắn, cũng từng bảo nàng đàn cho hắn nghe 2 lần nữa. Vốn nàng còn nghĩ Tiêu Dận không hiểu âm luật, nhưng xem ra hắn đã ghi nhớ rõ khúc nhạc này rồi dạy lại cho Ôn Uyển. Hoa Chư Vũ yên lặng đứng trong phòng, không ngừng chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Hoàng thượng, ta có mấy câu muốn nói với hoàng thượng, mong hoàng thượng cho những người khác lui xuống. Nàng tới đây không phải để nghe nhạc, nàng có chuyện muốn nói với Tiêu Dận. Hoa Chư Vũ vừa nói, tiếng đàn của Ôn Uyển liền rối loạn. Sau vài tiếng leng keng, dây đàn bị đứt, Ôn Uyển kêu lên một tiếng, nâng cổ tay mình lên. Ngón trỏ tay phải bắt đầu có máu chảy ra, nàng ta khẽ nhăn mày, hình như là rất đau. Tiêu Dận nhíu mày, đứng dậy bước nhanh đến chỗ Ôn Uyển, nâng bàn tay nàng ta lên quan sát. Bỗng nhiên hắn cúi đầu ngậm chặt ngón tay Ôn Uyển, lau đi vết máu trên ngón tay nàng ta. Trong nháy mắt, thân hình Hoa Chữ Vũ khựng lại, nàng không bao giờ có thể ngờ tới Tiêu Dận lại ôn nhu đến mức này. Lúc trước khi hỏa thân, hắn vừa nhìn thấy bức họa Ôn Uyển đã nhất kiến trung tình, nên mới khâm điểm Ôn Uyển hỏa thân. Tình cảm đó có lẽ chính là yêu thích. Có lẽ tình cảm của hắn đối với nàng chỉ là tình cảm huynh muội, còn đối với Ôn Uyển mới đúng là tình yêu nam nữ chân chính. Tình cảm vốn là một thứ phức tạp, ngay cả bản thân nàng cũng không biết tình cảm của nàng đối với hắn là loại tình cảm nào. Hoa Chư Vũ nhìn hai người thân mật, trong lòng nhói đau. Có lẽ Tiêu Dận và Ôn Uyển ở cùng một chỗ cũng là chuyện tốt, bọn họ rất xứng đôi. Nếu Tiêu Dận đồng ý lui binh, Nam Bắc Triều không còn chiến tranh, mọi thứ đều viên mãn. Hoa Chư Vũ đang lâm vào trầm tư thì một đạo ánh sáng màu tím xuất hiện. Ống tay áo phát ra tiếng vù vù, trượng phong mang theo sát ý lạnh thấu xương tập kích về phía nàng. Mắt thấy ống tay áo kia sẽ đánh thẳng vào gương mặt mình, Hoa Chư Vũ theo bản năng nghiêng người ra sau, tránh được một trượng nhanh như chớp của Tiêu Dận. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?
Việc này không thể trách nàng ta, là ta đàn không tốt, ngài đừng giết hắn ta. Tiêu Dận nheo mắt thu lại lệ khí, nhếch miệng cười. Ai nói ta muốn giết hắn ta? Không có chuyện gì, không liên quan đến nàng, nàng lui xuống đi. Tất cả các người đều lui xuống đi. Thị vệ và đám vũ cơ lùi hết xuống. Ôn Uyển thi lễ với Tiêu Dận, mỉm cười nói: Hoàng thượng đừng nên tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe. Trước khi đi ra ngoài còn thản nhiên nhìn Hoa Chư Vũ. Hoa Chư Vũ vẫn còn cảm thấy khiếp sợ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Tiêu Dận đột ngột ra tay. Đây chính là tính tình hoàng thượng không tốt trong lời nói của Hội Tuyết sao? Nàng mới chỉ nói có một câu ảnh hưởng tới việc Ôn Uyển đánh đàn, vậy mà đã khiến hắn nổi sát ý. Nhất thời bên trong chỉ còn lại hai người là Hoa Chư Vũ và Tiêu Dận. Người muốn nói gì thì mau nói đi, bản đế cũng không có thời gian rảnh rỗi nghe người nói nhảm. Nói hay, bản đế sẽ tạm tha cho người một mạng. Nói không hay, bản đế sẽ giết người. Hắn đứng dậy đi về phía bàn, chậm rãi ngồi xuống. Hoa Chữ Vũ tháo chiếc dây chuyền cẩm sắc để lại trên cổ xuống. Nàng biết Tiêu Dận không nhớ được nàng. Nếu không phải nàng vẫn còn giữ sợi dây chuyền của cẩm sắc, nàng cũng không dám tùy tiện đến đây. Nàng bước lên hai bước, đặt dây chuyền lên mặt bàn, thản nhiên nói: Hoàng thượng còn nhớ vật này không? Lúc ánh mắt Tiêu Dận chạm tới sợi dây chuyền, đồng tử đột ngột co chặt lại, khiếp sợ cầm lấy sợi dây chuyền kia lên. Sao ngươi lại có vật này? Ngươi là ai? Xem ra Tiêu Dận vẫn chưa quên sợi dây chuyền này, rõ ràng hắn không quên hết mọi chuyện. Hoa Chư Vũ buồn bã cười, thật không ngờ nàng phải dựa vào sợi dây chuyền cẩm sắc để lại để qua khỏi kiếp nạn này. Cẩm sắc lại cứu nàng thêm một lần nữa. Đây là vật do tỷ muội thân thiết nhất của ta để lại cho ta. Cô ấy nói đây là thứ duy nhất do người nhà của cô ấy để lại. Cô ấy muốn ta tìm lại người thân cho cô ấy. Vậy cô ấy đâu? Tiêu Dận cầm sợi dây chuyền, đứng dậy đi đến trước mặt Hoa Chư Vũ. Trong đôi mắt nhìn nàng có ngạc nhiên, có kinh hỉ, có cả sự chờ mong. Cô ấy đã qua đời. Hoa Chư Vũ khó nhọc nói hết câu, lúc nói ra lòng nàng cũng đau tới cực điểm. Nàng biết nhất định Tiêu Dận nghe xong sẽ thấy thương tâm, nhưng sớm muộn gì nàng cũng phải nói cho hắn đây là sự thật. Người nói gì? Tiêu Dận gầm lên. Người dám nói người đó qua đời rồi sao? Cô ấy đã mất rồi. Cô ấy vì cứu ta nên đã hy sinh bản thân mình. Hoa Chư Vũ gằn từng tiếng đau đớn. Một đêm máu phủ tuyết trắng vẫn còn hiện rõ trong đầu. Trong mắt Tiêu Dận hiện lên một tia khát máu. Hắn đột ngột vươn tay bóp cổ Hoa Chư Vũ. Hoa Chư Vũ không hề né tránh. Nàng biết sẽ có một ngày như vậy, nàng nợ cẩm sắc một mạng. Nếu Tiêu Dận muốn giết nàng, nàng không thể đánh trả, nhưng bây giờ nàng chưa thể chết. Năm ngón tay Tiêu Dận bám chặt vào cổ Hoa Chư Vũ, lực tay hắn cũng càng lúc càng mạnh. Hoa Chư Vũ ngước mắt, lặng lặng nhìn hắn. Người có thể đợi sau này hãy giết ta. Nàng còn rất nhiều chuyện phải làm, nàng còn chưa báo thù cho cẩm sắc. Tiêu Dận nheo mắt nhìn người trước mắt, thấy vẻ quật cường và bi thương trong mắt nàng, không biết vì sao, tận sâu trong đáy lòng hắn như bị thứ gì đó đâm vào cực kỳ đau đớn. Hắn đột ngột buông tay, lùi lại mấy bước ngã ngồi xuống ghế, nắm tay không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ bi thương. Hắn dịu dàng vuốt ve mặt dây chuyền, rất lâu sau cũng không nói gì. Trong phòng chỉ có một sự yên tĩnh đáng sợ. Cuối cùng hắn cất giọng lạnh lùng nói: Ta không thể giết ngươi. Nếu nó đã dùng tính mạng của mình cứu ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Nói đi, mục đích ngươi tới đây là gì? Ta biết nếu đêm qua ngươi mạnh mẽ chống cự, ta cũng không thể bắt giữ được ngươi. Hoa Chư Vũ đứng yên giữa căn phòng, ngước mắt nói: Ta vẫn muốn hỏi lại một câu kia. Vì sao hoàng thượng lại phát động chiến tranh? Ngươi làm như vậy không cảm thấy có lỗi với muôn dân trăm họ sao? Tiêu Dận hừ lạnh. Muôn dân trăm họ? Chính vì bản đế muốn muôn dân trăm họ được sống yên ổn nên phải đi thống nhất thiên hạ. Người không thấy nếu thống nhất thiên hạ về một mối, muôn dân trăm họ sẽ có một cuộc sống bình an, thịnh vượng hơn hay sao? Đúng vậy, có lẽ suy nghĩ của ngươi đúng, nhưng thiên hạ bây giờ đang rất yên ổn, không nhất thiết phải xảy ra chiến tranh.
Trong thời loạn thế, thống nhất thiên hạ là chiều hướng phát triển tất yếu, nhưng các nước vẫn chưa lùi bại tới mức hết thuốc chữa. Cổ kim ưa chuộng hòa bình hơn chiến tranh, mọi việc đều thuận theo lòng người. Hiện nay, dân chúng đang mong mỏi một cuộc sống hòa bình mà ngươi lại muốn khơi mào chiến tranh, đẩy vạn dân vào nước sôi lửa bỏng. Đó là làm trái lòng người, nghịch ý trời, trái ý trời. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công không? Dân chúng Dương Quan bây giờ đang ở đâu? Ngươi giết chóc nhiều như vậy, cho dù có thể thống nhất thiên hạ, chẳng lẽ ngươi không thấy áy náy chút nào sao? Còn cả những binh sĩ của ngươi trải qua một trận chiến, số lượng thương vong là bao nhiêu, ngươi cũng không thấy áy náy gì sao? Tiểu Dận ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn Hoa Chư Vũ, bỗng nhiên ngửa đầu cười thành tiếng. Hắn nhào mắt nhìn nàng. Ngươi có biết những lời mình nói rất buồn cười không? Có chiến tranh thì phải có thương vong. Tướng sĩ của ta không phải loại sợ chết. Cái ngày bọn họ tổng quân, trong lòng họ cũng biết sẽ có một ngày mình hy sinh tính mạng cho Bắc Triều. Chết vì Bắc Triều là vinh quang của bọn họ. Thật vậy sao? Hoa Chư Vũ hỏi lại một lần nữa. Tiêu Dận không nói gì thêm, trên gương mặt lạnh lùng là sự vô cảm quen thuộc. Người nói xong chưa? Hắn lạnh lùng nói. Nếu nói xong rồi thì trở về địa lao đi. Người đâu? Hồi Tuyết canh giữ ngoài cửa nhanh chóng bước vào, áp giải Hoa Chư Vũ ra ngoài. Bóng đêm thâm trầm, bầu trời cũng trở nên u ám hơn thường ngày. Mây đen che kín mặt trăng. Hoa Chư Vũ chậm rãi đi theo Hồi Tuyết. Trong lòng nàng chỉ có một cảm giác duy nhất, thất vọng. Chiến tranh Nam Bắc Triều là điều không thể tránh khỏi. Hồi Tuyết dẫn Hoa Chư Vũ về địa lao, để đèn lồng lại rồi xoay người muốn rời đi. Hồi Tuyết, sao cô không chịu nói cho ta biết Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì? Hoa Chư Vũ không hiểu đã có chuyện gì, vì sao Hồi Tuyết không chịu nói cho nàng. Có một số chuyện ta thực sự không thể nói, nhưng ta có thể khẳng định với cô, Hoàng thượng không bị trúng độc, cũng không bị hạ cổ. Ngài ấy sống rất tốt, cô không cần phải lo lắng. Chúng ta cũng không hy vọng cô chết, cho nên cô hãy nhân tối nay mà rời khỏi đây. Cái này là thuốc trị thương, bôi lên miệng vết thương sẽ không để lại sẹo. Hồi Tuyết quay lưng lại nói với Hoa Chư Vũ, chậm rãi nói. Nói xong đặt lọ thuốc trong tay xuống đất. Hoa Chư Vũ đưa tay nhận lấy. Hồi Tuyết quay đầu nhìn nàng thêm một lần nữa rồi nhanh chóng bước đi. Chương 100. Hoa Chư Vũ cảm thấy thất bại khi ngồi trong địa lao. Chuyến đi Bắc Triều lần này nàng tới cũng như không, hoặc cũng có thể nói lần này nàng tới chiến trường cũng như không. Hồi Tuyết vừa mới nói Tiêu Dận không bị trúng độc, cũng không bị hạ cổ. Nếu không phải bị khống chế, nàng ở lại đây ngày nào nguy hiểm ngày đó, cho nên nàng phải quay về. Nhưng nàng không biết mình phải quay về bằng cách nào. Hiện tại Tiêu Dận đã lùi binh về Dương Quan, nói không chừng đại quân Nam Triều đã vây khốn Dương Quan. Ngoài quân doanh Nam Triều, nàng không có chỗ nào khác để đi. Chỉ là nếu quay về đó, nàng cũng không biết mình sẽ bị trừng phạt như thế nào. Lúc ra khỏi thành, nàng đã nói với Cơ Phượng Ly rằng nàng không phải thám tử Bắc Triều, nàng còn thề sẽ tuyệt đối không đi theo Tiêu Dận. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đi tới Bắc Triều. Nàng có thể khẳng định trong mắt Cơ Phượng Ly nàng chính là thám tử Bắc Triều. Bây giờ quay về quân doanh, nhất định Cơ Phượng Ly sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng không quay về thì chẳng khác gì nàng tự nhận chính mình là thám tử. Đây là điều nàng không mong muốn. Hoa Chư Vũ đứng dậy đi đến trước cửa lao, khẽ lay cửa một chút. Đúng là Hồi Tuyết không hề khóa lại. Trong địa lao cũng không có người trông coi, tất cả đều canh gác ở mặt ngoài. Nàng lặng lẽ đi ra cửa lao, dọc theo cầu thang chậm rãi đi về phía trước. Có mấy tên thị vệ đang ngồi nói chuyện bên ngoài. Hoa Chư Vũ vận khinh công, nhẹ như một làn khói bay ra phía sau, điểm huyệt đạo những người đó. Nàng nhanh chóng cởi áo ngoài của một tên thị vệ đổi cho mình, còn tháo thêm cả thanh bội kiếm trên người hắn ra. Phủ đệ của Phủ Doãn Dương Quan không tính là nhỏ, sau địa lao chính là hậu viện. Hoa Chư Vũ ẩn nấp trong tảng cây, bí mật di chuyển về phía bắc. Nhìn thấy một đội tuần tra đi tới, nàng vội vàng xoay người nhảy lên nóc nhà. Gió đêm khẽ thổi, mang theo cảm giác mát lạnh. Bóng đêm thầm trầm không trăng không sao. Nếu như không có trận chiến này, đêm này cũng là một đêm tươi đẹp.
nàng ở yên trên nóc nhà hồi lâu. Mãi đến khi một đội tuần tra nữa đi qua, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Dận có tính cảnh giác rất cao. Trong thành Dương Quan, ngoài các binh sĩ Bắc Triều thì không còn ai khác. Vậy mà vẫn còn canh phòng nghiêm ngặt như thế. Mà thấy chỉ còn một nóc nhà nữa là có thể ra khỏi phủ. Chợt nghe thấy một giọng nói thản nhiên từ dưới đất vang lên. Các hạ hóng gió trên đó cũng thật là lâu. Hòa Chữ Vũ khựng người lại, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nàng đang ở trên nóc một căn phòng. Dưới một gốc cây trong sân viện, Bắc Đế Tiêu Dận đang chắp tay đứng đó. Ánh sáng từ những ngọn đèn trong viện xuyên qua những tán cây, tạo thành những bóng đen loang lộ trên mặt hắn, càng khiến vẻ mặt của hắn thêm âm trầm. Hoài Chư Vũ nhìn hắn, nàng thật muốn cười nhưng lại không cười nổi. Nàng còn tưởng mình có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi phủ, vậy mà vẫn không được như ý nguyện. Xuống đi, ngươi không trốn thoát được đâu. Tiểu Dận bước ra khỏi tán cây, tà áo màu tím lay động trong gió. Hoài Chư Vũ biết mình bị Tiêu Dận phát hiện, muốn trốn ra ngoài lần nữa đúng là còn khó hơn lên trời. Trong ngoài phủ đều là binh sĩ của hắn, dù nàng chạy ra khỏi phủ cũng không chạy khỏi thành Dương Quan. Hoài Chư Vũ nhăn mày, nhảy từ trên nóc nhà xuống. Hoàng thượng thức khuya thật đấy. Hoài Chư Vũ vỗ vỗ tay. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, còn không biết đứng ở dưới tảng cây làm gì. Nàng không tin hắn đứng ở nơi này tiếp đón nàng. Tiểu Dận nhếch môi cười, tuy rất nhạt nhẽo nhưng đúng là đang cười. Bản đế có thức đêm cũng không bằng các hạ, còn thuận gió bay lên nóc nhà, không biết trên nóc nhà có nhìn thấy thứ gì hay ho. Mây đen che kín trăng sao, hoàng thượng thấy có đẹp không? Hoài Chư Vũ lạnh lùng nói, dù cảnh vật có đẹp tới mức nào thì cũng đã bị chiến tranh phá hủy. Tiểu Dận ra vẻ không để ý, tựa như hắn không hề tức giận chuyện Hoài Chư Vũ trốn khỏi địa lao. Hắn chỉ vào bộ bàn ghế đá trong sân. Ngồi xuống đi, bản đế có việc hỏi ngươi. Giọng nói lạnh lùng không hề có độ ấm. Hoài Chư Vũ nhìn hắn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá. Người đưa cho ngươi chiếc dây chuyền này là hoàng muội của bản đế. Tiểu Dận nhìn nàng, chậm rãi nói. Trong giọng nói phảng phất mang theo sự bi thương. Hoài Chư Vũ vuốt cằm nói, ta cũng đoán được, cô ấy từng nói thứ đó do ca ca của cô ấy lưu lại. Nó vì sao lại chết? Tiêu Dận vén vạt áo, chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế đá khác. Hoài Chư Vũ cảm thấy đau xót, nàng biết hắn muốn hỏi về Cẩm Sắc. Từ nhỏ Cẩm Sắc và hắn đã lạc mất nhau, hắn thậm chí còn không biết cả gương mặt của cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, mày điếu mang theo anh khí, mắt hạnh thông tuệ. Cô ấy rất ít cười, có thể là do những chuyện trong quá khứ. Lúc nhỏ cô ấy rất khổ sở, nhưng cô ấy rất lương thiện, cũng rất nghĩa khí. Thậm chí cô ấy còn vì ta. Giọng nói của Hoa Chữ Vũ càng lúc càng nhỏ, nhưng những từ cuối cùng nàng thật sự không dám nói ra. Nếu để Tiêu Dận biết Cẩm Sắc là bị người ta lăng nhục tới chết, hơn nữa nếu đêm đó hắn tới sớm hơn một khắc, có lẽ hắn đã cứu được Cẩm Sắc. Nếu hắn chịu nghe lời thỉnh cầu của nàng, có lẽ hắn còn có thể tìm được thi thể của Cẩm Sắc. Nếu để Tiêu Dận biết những việc này, không biết hắn sẽ tự trách bản thân mình tới mức nào. Người nói, nó vì cứu ngươi, vậy ai giết nó? Ánh mắt Tiêu Dận nhìn nàng đầy sắc bén, giống như hắn muốn thông qua gương mặt nàng nhìn thấy điều gì đó. Hoài Chư Vũ trầm mặc. Chuyện này ta vẫn còn đang điều tra. Nàng luôn nghĩ việc này là do lão hoàng đế ra lệnh, Cơ Phượng Ly phái người làm. Nhưng đến nay, nàng vẫn còn chưa tìm ra được chứng cứ xác thực. Tiêu Dận nhắm mắt lại. Được rồi, sau này ta sẽ điều tra cùng ngươi. Ta hỏi ngươi, nếu Trác Nhã đã xả thân cứu ngươi, vậy ngươi có phải ý trung nhân của nó không? Các ngươi đã thành thân chưa? Hoa Chư Vũ quẫn bách. Đây là câu chuyện chấn động tới cỡ nào? Thật ra ta là nữ. Hoa Chư Vũ do dự không biết có nên nói ra không. Nếu hắn đã quên nàng, vậy hãy giữ kín bí mật này. Nếu không, không biết chuyện này sẽ mang tới cho nàng bao nhiêu sóng gió. Nàng thật sự không biết nên ứng phó như thế nào. Tiêu Dận nhìn Hoa Chư Vũ muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy người trước mắt, tuy chỉ mặc quần áo thì vẻ bình thường, nhưng cũng khó che giấu được vẻ tuấn mỹ. Nhất là đôi mắt trong suốt,
như mang theo ma lực tối cao khiến hắn khó rời được tầm mắt. Vì sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không giải thích được. Hắn chăm chú nhìn Hoa Chư Vũ, bỗng nhiên trái tim có cảm giác đau nhói như bị kim châm. Hắn lấy tay ôm ngực, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Hắn không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng cảm giác này cũng chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc rồi biến mất. Thật ra ngươi là ai? Hắn nhíu mày hỏi. Đúng lúc này có một thị nữ chạy ra khỏi phòng, vội vàng quỳ trước mặt Tiêu Dận. Hoàng thượng, Uyển tiểu thư lại ho, không uống được thuốc, nô tỳ thật không biết phải làm sao. Tiêu Dận nghe vậy cau mày lại, đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đá. Không phải vừa rồi vẫn còn rất tốt sao? Có thể là do mấy ngày đi theo hoàng thượng chinh chiến nên đã bị nhiễm phong hàn. Uyển tiểu thư vẫn chưa quen với khí hậu Bắc Triều chúng ta, thật không biết có chịu nổi mùa đông này ở đây không? Thì nữ sợ hãi nói. Sức khỏe của Ôn Uyển không tốt, không trách Tiêu Dận lại thức khuya như vậy, thì ra là lo lắng cho Ôn Uyển. Thì ra tiểu viện này là nơi ở của Ôn Uyển. Đúng là sao có bao nhiêu nóc nhà nàng lại nhảy vào nơi này? Tiêu Dận thản nhiên nói. Không phải sợ, đến mùa đông có lẽ chúng ta sẽ không còn ở phương Bắc nữa. Ánh đèn thản nhiên chiếu sáng gương mặt tuấn mỹ thâm trầm của hắn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoa Chư Vũ. Người ở lại đây, bản đế coi người là ý trung nhân của hoàng muội, sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng cũng không thể thả ngươi đi. Bao giờ chiến tranh chấm dứt, bản đế sẽ mang ngươi về Bắc Triều. Ngươi tạm thời ở lại nhà lao, đừng nghĩ tới việc đào tẩu nữa. Giọng nói của hắn mang theo khí phách và áp lực khiến người ta không thể kháng cự. Hắn lệnh cho Khinh Vân và Tế Nguyệt dẫn nàng về địa lao, còn bản thân mình thì bước vào trong phòng. Hoa Chư Vũ ngồi trên ghế, nhìn theo bóng dáng hắn. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy gió đêm nay thật lạnh. Ngay cả chiếc ghế đang ngồi cũng lạnh thấu xương. Không phải sợ, đến mùa đông có lẽ chúng ta sẽ không còn ở phương Bắc nữa. Hoa Chư Vũ chỉ cảm thấy trái tim như nứt ra, cảm giác lạnh giá khiến nàng run rẩy. Nàng khó nhọc đứng lên, đi theo Khinh Vân và Tế Nguyệt về địa lao. Trong đại lao âm u, Tiêu Dận đã hạ nghiêm lệnh, Khinh Vân cùng Tế Nguyệt khóa chặt cửa đại lao, bên ngoài cũng tăng thêm thị vệ canh gác. Hoa Chư Vũ ôm đầu gối ngồi trên đống cỏ khô, chiếc đèn lồng hội tuyết để lại đã cháy hết, quanh nàng chỉ còn bóng tối. Miệng vết thương bắt đầu truyền tới cảm giác đau đớn, lúc này nàng mới nhớ mình đã quên bôi thuốc. Lấy lọ thuốc hội tuyết để lại, mò mẫm trong bóng đêm, bôi thuốc lên miệng vết thương. Hoa Chư Vũ thở dốc, chịu đựng cảm giác bỏng rát truyền tới bằng miệng vết thương lại. Mấy năm nay ở trên chiến trường, bị thương đã sớm trở thành thói quen, đã rất quen thuộc với việc bôi thuốc băng bó. Ở trong địa lao yên tĩnh, nghe không thấy một tiếng động gì khác, Hoa Chư Vũ cảm thấy như một con thú nhỏ bị thương trốn tránh trong bóng đêm không người, lặng lẽ liếm láp vết thương trên người mình. Dù có kiên cường tới đâu, nàng cũng không tránh khỏi cảm giác bị thương. Đêm rất yên tĩnh, cũng không biết đã đến canh mấy. Hoa Chư Vũ bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, nhưng địa lao lại rất lạnh. Nàng ôm gối, đang muốn ngồi xuống vận công, lại nghe thấy những tiếng bước chân lướt qua. Vừa nghe thấy tiếng động, Hoa Chư Vũ tỉnh táo lại hơn nhiều. Nàng đứng dậy đi đến sát cửa lao, hỏi những thị vệ bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này đây, đề phòng nàng trốn đi, Tiêu Dận đã phái thêm thị vệ canh gác ngoài cửa. Thị vệ kia nghe thấy nàng hỏi, chỉ lạnh lùng đáp. Còn chuyện gì nữa? Đại quân Nam Triều bắt đầu công thành rồi, mọi người phải đi nghênh địch. Hoa Chư Vũ kinh ngạc. Đại quân Nam Triều bắt đầu công thành. Đại quân Nam Triều đi từ Vũ Đô đến Bắc Cương, hành quân mệt nhọc. Sau khi thắng trận ở Túc Châu, đáng lẽ phải dưỡng sức một thời gian, chỉnh đốn đội ngũ mới có thể tiếp tục công thành. Nếu lần này thất bại, còn có thể bị Tiêu Dận phản công, nói không chừng Túc Châu sẽ bị chiếm đóng. Sao Cờ Phượng Ly lại công thành vội vã như vậy? Hắn không giống loại người chỉ vì thứ trước mắt nóng lòng cầu thắng. Hơn nữa chiến tranh với Bắc Triều không phải là chuyện có thể kết thúc trong ngày một ngày hai. Nàng không nghĩ ra. Đúng lúc này, Hoa Chư Vũ nghe thấy tiếng cửa đại lao mở ra. Nàng và các thị vệ canh gác cùng đưa mắt nhìn về nơi đó. Có người đang đến. Người đi trước là một thiếu niên mặc quần áo màu đen. Hoa Chư Vũ nhận ra hắn,
hắn là Đường Ngọc, là Đường Ngọc của Nam Triều, mà phía sau hắn còn có một người nữa. Người kia mặc quần áo màu trắng, chậm rãi xuất hiện trong ánh lửa nhà lao âm u. Trong này không có gió, bộ quần áo màu trắng lại khẽ phiêu giật giống như một cơn mưa sao từ trên trời rơi xuống. Ánh đèn nhà lao ảm đạm chiếu lên người hắn, lúc sáng lúc tối, lúc rõ lúc mờ. Không thể nhìn rõ gương mặt hắn, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại rất sáng, sáng như ánh sao xa lặng lặng rơi trên người Hoa Chữ Vũ. Hoa Chữ Vũ căng thẳng đáp lại ánh mắt này, nàng không dám tin Cơ Phượng Ly đang xuất hiện ở nơi này. Điều này làm nàng vô cùng khiếp sợ. Trong đại lao có khoảng hơn 10 thị vệ, vừa nhìn thấy thế liền cầm binh khí xông lên. Nhưng tất cả bọn họ đều không có cơ hội chạm được vào vạt áo của Cơ Phượng Ly. Vào lúc bọn họ vừa bước về phía trước, chỉ thấy Đường Ngọc đứng trước Cơ Phượng Ly, giơ tay áo lên. Những đóa hoa màu hồng phấn bay ra ngoài không trung rồi lại chậm rãi rơi xuống. Trong địa lao hôn ám đột ngột rơi xuống một hồi mưa hoa. Hơn nữa cơn mưa này còn mang theo mùi hương ngọt ngào say mê. Những thị vệ này đều là những người được tôi luyện nhiều năm trên chiến trường. Biết trong mùi hương này có độc, ai nấy đều nín thở. Nhưng ngay cả như thế, bọn họ vẫn nằm rạp xuống mặt đất. Bọn họ không biết độc của Đường Môn không màu không vị. Nếu có hương vị thì lại không có độc. Bọn họ trúng độc do những giọt nước bám vào cánh hoa. Khi hoa được tung ra ngoài, những giọt nước đó cũng bắn lên người bọn họ. Chất độc theo đó thấm vào cơ thể. Hoa Chữ Vũ ngây người đứng sau hàng song cửa. Nàng vẫn không dám. Vì sao Cờ Phượng Ly và Đường Ngọc lại đến đây? Chẳng lẽ là để giết một thám tử Bắc Triều như nàng? Nàng không nghĩ ra, chỉ biết nheo mắt nhìn Cơ Phượng Ly như một vầng sáng rực rỡ, lướt qua màn mưa hoa của Đường Ngọc, thản nhiên đi tới trước mặt nàng. Khung cảnh này thật sự rất đẹp. Đẹp tới mức Hoa Chữ Vũ cảm thấy đây không phải là sự thật, nàng nghĩ mình đang nằm mơ. Nhưng cảm giác đau đớn từ vết thương trên đầu vai chuyển tới lại nhắc nhở nàng, nàng rất tỉnh táo. Cơ Phượng Ly thật sự đã tới đây. Dẫn quân tấn công Dương Quan, xông vào địa lao phủ Bắc Đế tạm trú. Đến đây giết nàng sao? Có lẽ là không phải, bởi vì nàng thấy hắn đang cười, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong rất đẹp mắt, khiến người ta không thể nhìn về phía khác. Hoa Chữ Vũ không biết vì sao hắn lại cười, nhưng có vẻ như vừa thấy nàng, hắn rất vui, rất yên tâm. Bọn họ cách nhau một hàng song cửa. Nàng đứng đó nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ, hắn lại chỉ cười nhạt. Ánh mắt khẽ lướt qua vết thương trên đầu vai, hai hàng mi khẽ cau lại. Đường Ngọc lấy ra một chiếc chìa khóa trên người mấy tên thị vệ kia, nhanh chóng mở cửa đại lao. Đi theo ta. Cơ Phượng Ly đứng ở nơi đó khẽ cười nói. Được. Hoa Chư Vũ ngẩng đầu nói, nàng cảm thấy nàng không thể nói được câu gì khác. Bởi vì lời nói của Cơ Phượng Ly thật sự rất dịu dàng tới mức nàng không thể cự tuyệt hắn, mà nàng cũng không có ý định cự tuyệt. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đường Ngọc đã đi ra ngoài mở đường, Hoa Chữ Vũ và Cơ Phượng Ly cũng nhanh chóng đi theo. Tất cả thị vệ bên ngoài đã được Đường Ngọc xử lý. Trên mặt đất đầy những xác hoa hồng, không ngừng lan tròn theo nhịp gió. Trong bóng đêm u ám lạnh lẽo, ba người đi dọc theo một con đường nhỏ, vội vàng đi tới cửa sau hậu viện. Dọc đường vừa đi vừa gặp không ít tốc binh sĩ tuần tra. Có thể tránh được thì tránh, nếu không tránh được, Đường Ngọc sẽ dùng thiên nữ tán hoa. Hoa Chữ Vũ thầm than, không biết hắn đã giấu bao nhiêu hoa trong ống tay áo. Hơn nữa chiêu thức lấy mạng kẻ địch còn vô cùng đẹp mắt. Cứ như vậy, đợi đến khi tới chỗ cửa sau, chợt nghe thấy một âm thanh sắc nhọn cắt ngang bầu trời đêm. Những tiếng bước chân trầm trọng vang lên, chỉ thấy một đội binh sĩ Bắc Triều mặc trọng giáp ngăn cản đường đi của bọn họ, mà người cầm đầu đúng là Bắc Đế Tiêu Dận. Bộ quần áo màu đỏ tía tôn lên thân hình cao lớn của hắn, mái tóc màu tím búi cao trên đỉnh đầu, dưới ánh sáng từ mấy chục ngọn đuốc, gương mặt của hắn càng thêm đẹp một cách lạnh lùng. Thật không ngờ chỉ là một binh tốt Nam Triều, còn phải để tả tướng đích thân tới cứu. Bản đế rất bất ngờ, hơn nữa còn vì một tên binh tốt mà không tiếc dùng kế Dương Đông kích Tây. Quả nhiên là một kế hoạch không tồi. Nếu không phải bản đế đột nhiên cảm thấy các người đã công thành quá vội vàng, thì cũng đã tự dẫn quân đi thủ thành rồi. Tiêu Dận lạnh lùng nói, giọng nói sắc bén đầy khí phách. Hoa Chữ Vũ kinh ngạc,
nàng vẫn không dám tin vào những điều mình vừa nghe được. Quả thật, việc Tiêu Dận đột nhiên xuất hiện làm nàng cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng lời của hắn nói càng làm nàng khiếp sợ hơn. Hắn nói, việc Nam Triều công thành là kế Dương Đông Kích đây còn là vì cứu nàng. Nàng không tin. Làm sao nàng có thể tin Cơ Phượng Ly không có lý do gì phải đến cứu nàng? Nhưng nàng cũng không thể bác bỏ sự thật, hắn vừa mới cứu nàng thoát khỏi địa lao. Hoa Chữ Vũ kinh hãi nhìn Cơ Phượng Ly, chỉ thấy hắn không hề nhìn nàng, mà hắn đang nheo mắt nhìn Tiêu Dận. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí như tràn ngập sát khí, căng thẳng giống như mũi tên đang đặt trên dây cung kéo căng, nặng nề khiến người ta khó thở. Đúng lúc này, Cơ Phượng Ly đưa tay rút cây quạt bên hông ra. Ba một tiếng, cánh quạt mở ra như đóa sen trắng nở rộ. Nếu Bắc Đế cảm thấy kỳ lạ, vậy bản tướng có thể giải thích cho người nghe. Người này hiện đang làm việc trong tướng phủ, trong tay hắn có giữ một vật rất quan trọng với bản tướng. Bản tướng cứu hắn để lấy lại vật kia, vật đã lấy được, người cũng không quan trọng nữa. Nếu Bắc Đế muốn giữ hắn, vậy bản tướng sẽ để hắn lại. Hắn tươi cười, trong nháy mắt đã đập vỡ tan bầu không khí căng thẳng. Hoa Chữ Vũ ngây người, sao nàng không biết mình cầm thứ gì đó quan trọng với Cơ Phượng Ly. Nàng có cảm giác mơ hồ, Cơ Phượng Ly nói vậy để chứng minh với Tiêu Dận, nàng không có chút giá trị nào với Nam Triều. Thật ra cũng không cần phải nói như vậy, nàng vốn là người không có giá trị với bất kỳ ai. Tiêu Dận ngửa đầu cười to, để hắn lại đây, tả tướng đại nhân, ngươi nghĩ các ngươi có thể đi được rồi sao? Tối nay không chỉ có hắn, tất cả các ngươi đều phải ở lại, không ai được phép rời khỏi đây. Đường Ngọc vừa nghe đã vùng tay áo lên, mấy đóa hoa bay thẳng về phía Tiêu Dận. Tiêu Dận rút kiếm, kiếm quang xoay tròn tạo thành một tấm lưới sắc bén, đẩy ngược mấy cánh hoa về phía Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly nhếch môi cười, vung cánh quạt lên đánh rơi mấy đóa hoa xuống đất. Thì ra tả tướng đại nhân là cao thủ thâm tàng bất lộ. Nếu đã đến đây, vậy chúng ta cùng nhau luận bàn một chút đi. Trường kiếm trong tay Tiêu Dận chỉ vào Cơ Phượng Ly, lạnh lùng khiêu chiến. Lúc này Hoa Chữ Vũ mới phát hiện Cơ Phượng Ly không còn ý định giấu giếm võ công của mình nữa. Bản tướng không có hứng thú với việc luận bàn võ công, nhưng nếu có phần thưởng, bản tướng nguyện ý nghênh chiến. Cơ Phượng Ly mỉm cười chậm rãi nói. Sự ngông cuồng của Cơ Phượng Ly đã kích thích sự hưng phấn trong lòng Tiêu Dận. Hắn nhào mắt cười. Được, nếu tối nay tả tướng đại nhân có thể thắng bản đế sẽ cho các ngươi rời khỏi thành, tuyệt đối không động tới các ngươi. Thế nào? Bắc Đế quả nhiên là người đầy khí phách, một lời đã định. Cơ Phượng Ly thu chiếc phiến lại, cười nói. Một lời đã định. Tiêu Dận khẽ vuốt nhẹ thân kiếm, lãnh đạm nói. Trái tim Hoa Chữ Vũ không ngừng có đập mãnh liệt, những chuyện phát sinh tối nay hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của nàng. Nàng không ngờ Cơ Phượng Ly tới Dương Quan, càng không ngờ Tiêu Dận sẽ chạm mặt với Cơ Phượng Ly, càng không ngờ tới bọn họ muốn bàn luận võ công. Nàng biết võ công Cơ Phượng Ly rất cao thâm, mà võ công của Tiêu Dận cũng không kém, gần đây còn tăng vọt một cách thần tốc. Nàng cũng rất muốn nhìn hai cao thủ đương thời luận bàn sẽ phấn khích tới mức nào. Tâm tư mọi người ở đây cũng không khác gì nàng, các thị vệ khác. Hoa Chữ Vũ và Đường Ngọc cũng đứng cách xa bọn họ. Hoa viên to như vậy trở nên trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người là Tiêu Dận và Cơ Phượng Ly đang đứng. Bầu trời đêm thâm trầm, chỉ có mấy cây đuốc thắp sáng nơi này sáng như ban ngày. Tuy trên chiến trường hai người bọn họ là kẻ địch, nhưng khi bàn luận võ nghệ lại vô cùng khí phách, chắp tay thành quyền lùi về phía sau mấy bước. Tiêu Dận đưa tay nắm chắc lấy bội kiếm, mái tóc màu tím đón gió tung bay giống như một dải lụa màu tím vô cùng mị hoặc. Cơ Phượng Ly mặc một bộ quần áo trắng phiêu giật, hắn mở rộng chiếc phiến, mỉm cười hòa nhã nhìn Tiêu Dận, nhưng ánh mắt cũng sắc bén vô cùng, lạnh lẽo như băng tuyết, sắc lạnh như một thanh lợi kiếm. Tay Tiêu Dận khẽ rung lên, trường kiếm trong tay không ngừng vẽ lên những đường sáng lạnh lẽo tấn công về phía Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly lui người về phía sau, khinh công của hắn cũng không kém, cả người nhẹ nhàng như sương khói, chiếc phiến trong tay gập lại, nhận lấy một kiếm nhanh như sấm sét của Tiêu Dận. Chỉ nghe choang một tiếng, không biết
Khung chiết kiếm của hắn làm từ chất liệu gì lại có thể đỡ được lợi kiếm của Tiêu Dận? Nếu đây là chiết kiếm bình thường, chỉ sợ đã bị chém đứt thành hai đoạn. Cơ Phượng Ly mượn lực lùi về phía sau, Tiêu Dận bám sát không rời. Kiếm chiêu không ngừng xuất ra, Cơ Phượng Ly lắc mình né tránh. Chiết phiến vòng ra phía sau, nhắm vào yếu huyệt trên lưng Tiêu Dận. Thân hình hai người không ngừng áp sát nhau, áo trắng phiêu giật, tử y phấp phới, kiếm chiêu của Tiêu Dận đầy sắc bén, nội lực thâm hậu. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều mang theo sự mạnh mẽ khiến người ta khó thể chống đỡ. Còn chiêu thức của Cơ Phượng Ly lại mang theo sự trầm ổn giống như con người hắn. Cho dù chiêu thức của Tiêu Dận có sắc bén thế nào, đều bị hắn nhẹ nhàng hóa giải. Hỏa Chư Vũ ngừng thần, quan sát hai người quyết đấu, chỉ cảm thấy bọn họ khó có thể phân biệt cao thấp. Mũi chân bỗng nhiên nhẹ nhàng đạp lên thanh kiếm của Tiêu Dận, mượn lực xoay tròn mấy vòng trong không trung. Tà áo trắng xoay vòng theo gió, chiết phiến trong tay mở rộng, người đột ngột lao từ trên xuống. Trong nháy mắt, một người trên không trung hóa thành vô số ảo ảnh, khiến người ta không thể phân biệt ai là giả, ai là thật. Hỏa Chư Vũ kinh hãi, nào biết võ công của Cơ Phượng Ly rất cao, nhưng cũng không ngờ võ công của hắn đã cao siêu tới cảnh giới này, chiêu thức có thể nhanh tới mức này. Mắt thấy chiết phiến sắp đâm vào lưng Tiêu Dận, Tiêu Dận cũng bị bất ngờ, cảm giác như không thể né tránh được. Hỏa Chư Vũ không nhịn được thất thanh hô lên, cẩn thận. Cơ Phượng Ly khẽ nhíu mày, cánh tay cầm quạt khẽ ngừng lại. Đúng lúc này, Tiêu Dận đã kịp lao về phía trước, tránh được một chiêu này, vừa quay tròn một vòng trên mặt đất, lợi kiếm trong tay đột nhiên đâm trúng bên sườn trái của Cơ Phượng Ly. Hỏa Chư Vũ kinh hãi, bụng chặt miệng. Cơ Phượng Ly thản nhiên quay đầu đưa mắt nhìn Hỏa Chư Vũ, ánh mắt sáng rực như đuốc, tựa như muốn đốt cháy lòng nàng. Tiêu Dận chậm rãi rút kiếm ra. Hỏa Chư Vũ nhìn thấy màu đỏ tươi bắn ra ngoài, nhuộm đỏ một phiến áo trắng. Trong lòng cảm thấy căng thẳng, nàng lo lắng, ngước mắt nhìn hắn, thì hắn đã thản nhiên nhìn về phía khác. Đường Ngọc bất mãn nói với Hỏa Chư Vũ, người bị ấm đầu à, hay là không muốn rời khỏi đây? Nói xong, hắn nhanh chóng bước về phía Cơ Phượng Ly. Hỏa Chư Vũ đi theo sau Đường Ngọc, chậm rãi bước tới đó. Bóng đêm thầm trầm, ánh đuốc ảm đạm. Cơ Phượng Ly đang đưa tay ôm lấy miệng vết thương, trên môi còn mang theo nụ cười yếu ớt. Không biết Bắc Đế còn muốn luận bàn nữa không? Tiểu Dận lắc đầu, bản đế nhận thua, nếu không có hắn nhắc nhở, chỉ e người thua là bản đế. Nhất ngôn cửu đỉnh, các người mau đi đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại trên chiến trường. Được, Cơ Phượng Ly thản nhiên đáp lời, chậm rãi bước ra ngoài dưới sự nâng đỡ của Đường Ngọc. Chương 101, nụ hôn áp đảo. Hỏa Chư Vũ đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn Tiêu Dận, chỉ thấy tà áo màu tím bay phần phật trong gió, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên cười đón nhận ánh mắt của Hỏa Chư Vũ. Tiểu tử, chúng ta còn gặp nhau trên chiến trường, sẽ có một ngày bản đế bắt được ngươi lần nữa. Hỏa Chư Vũ cười chua chát, mơ hồ xoay người đi theo Cơ Phượng Ly và Đường Ngọc ra ngoài. Tiêu Dận nói rất đúng, bọn họ sẽ còn gặp nhau trên chiến trường. Trên chiến trường không có huynh muội, không có bằng hữu, không có tình người, mà chỉ có kẻ địch, ta sống người chết. Nói nàng không bi thương là nói dối, dù sao hắn cũng đã từng yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Nàng còn từng nghĩ Nam Bắc Triều có thể chung sống hòa thuận, bọn họ có thể trở thành bằng hữu, nhưng tất cả mọi thứ đều đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Ba người vừa ra khỏi phủ liền có mấy chục hắc y nhân tiếp ứng. Tối nay Cờ Phượng Ly có mang người theo. Tất cả bọn họ đều cưỡi ngựa nhanh chóng rời khỏi vị trí ẩn nấp. Một con ngựa chạy về phía Cờ Phượng Ly. Trong mặt đêm u ám, Hỏa Chư Vũ nhìn thấy một con ngựa toàn thân tuyền màu đỏ, ngay cả đôi mắt cũng thoáng hiện lên ánh đỏ. Đây đúng là một con hỏa câu thuần chủng, là một giống ngựa quý. Không có ai rõ hơn Hỏa Chư Vũ một con ngựa tốt quan trọng thế nào với tướng sĩ trên chiến trường. Hỏa Chư Vũ vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích. Trước kia, nàng hay cưỡi một con ngựa tên là Truy Điện. Là một giống ngựa trắng có nhúm lông màu đỏ trước ngực, nhìn qua trông rất giống hình tia chớp. Từ khi nàng quay về Vũ Đô, đã giao con ngựa kia lại cho Khang Tiểu Tứ. Tới nay vừa nhìn thấy con thất hỏa câu này,
Hoa Chư Vũ lại nhớ tới con truy điện của mình. Thất họa câu này rất hiểu ý người, khi chạy tới trước mặt Cơ Phượng Ly, tựa như biết Cơ Phượng Ly bị thương, nó liền quỳ hai vó trước xuống. Cơ Phượng Ly xé một mảnh áo băng qua miệng vết thương, chậm rãi trèo lên ngựa. Con ngựa hí lên hai tiếng rồi đứng thẳng dậy. Không có ngựa dư, lúc bọn họ tới đây đều cưỡi một con ngựa. Hoa Chư Vũ đang băn khoăn không biết nên tìm ngựa ở đâu, chợt nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa vang lên. Một giọng nói từ trên cao truyền xuống, đưa tay cho ta. Giọng nói nhẹ nhàng như gió, thuần khiết như rượu. Tiếng gió thổi vù vù, trong không trung có mấy mũi hỏa tiễn lướt gió lao tới. Những đồ tầm dầu đặt trên mái hiên phủ lửa bắt đầu bùng cháy. Trong ánh lửa tranh sáng tranh tối, Hoa Chư Vũ quay đầu nhìn lại. Ánh sáng ảm đạm chiếu sáng dáng người cao gầy của Cơ Phượng Ly. Một đôi mắt đặc biệt đen lấp lánh trên gương mặt đang tái nhợt, thâm thúy nhìn nàng. Một tay hắn ghìm dây cương, một tay kia đang đưa về phía nàng. Gió đêm cuồn cuộn thổi tung cánh tay áo của hắn, giống như một đóa mây trắng không ngừng nhảy nhót trước mặt Hoa Chư Vũ. Ngay cả khi giữa hai bọn họ có mối thù sâu như biển, nhưng khi nghe thấy Cơ Phượng Ly nói một câu đưa tay cho ta, vẫn khiến Hoa Chư Vũ chấn động. Nàng chậm rãi vươn tay, lúc sắp chạm tới tay hắn đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn thấy mảnh vải băng dưới xương sườn hắn đã nhuốm đỏ đầy máu của hắn. Một kiếm kia của Tiêu Dận không nhẹ chút nào. Nương theo ánh lửa, nàng có thể nhận ra vẻ mặt hắn trắng bệch, không còn chút máu. Nếu còn cố cưỡi ngựa, chỉ sợ vết thương mất nhiều máu càng thêm nghiêm trọng. Tuy nàng hận hắn, nhưng nàng cũng hiểu Cơ Phượng Ly tuyệt đối không được chết vào lúc này. Hoa Chư Vũ nhíu mày, nàng không cầm lấy tay Cơ Phượng Ly mà nhún người nhảy lên. Nàng nhẹ nhàng ngồi trước hắn, giằng lấy dây cương trong tay hắn. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng lao về phía trước. Hoa Chư Vũ cảm giác được thân hình Cơ Phượng Ly khẽ chạm vào lưng mình. Người nàng khẽ run lên, vừa rồi nàng đã quá xúc động mà quên mất. Hai người cưỡi chung một con ngựa khó tránh được việc tiếp xúc cơ thể. Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận, hừ lạnh một tiếng. Người đừng có lộn xộn, nếu không ta sẽ đá người xuống ngựa. Giọng nói của nàng vô cùng sắc bén lạnh lẽo. Nàng có thể cảm nhận được thân hình sau lưng cứng đờ, sau đó hắn hơi nhích người ra phía sau. Con ngựa dưới chân bắt đầu cảm thấy bất mãn, sau khi hí lên một tiếng liền chạy chậm lại. Lúc này Hoa Chư Vũ mới nhận ra giọng điệu của mình có phần hơi ngang ngược. Cơ Phượng Ly không phải thuộc hạ của nàng, còn đây chính là ngựa của hắn. Nhưng dường như người ngồi phía sau không để ý, chỉ thấy hắn tào nhã cười rồi đưa tay vỗ nhẹ vào bụng ngựa, dịu dàng nói, Tại Dương, nghe lời đi. Lúc này Hoa Chư Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, kéo dây cương bắt con ngựa tăng tốc. Tại Dương không hổ là ngựa quý, tốc độ nhanh như chớp giật chở Hoa Chư Vũ và Cơ Phượng Ly băng qua đường phố Dương Quan. Đại quân Nam Triều vẫn đang công thành, thoáng nghe thấy những tiếng động lớn ở cửa thành. Tiếng kèn, tiếng trống trận, tiếng hò hét, tiếng đánh, tiếng kim loại va đập vào nhau rung chuyển trời đất. Đợi đến khi bọn họ chạy tới cửa thành, liền nhìn thấy đại quân Nam Triều đông nghịt đứng cách đó không xa. Ánh sáng từ những ngọn đuốc bừng sáng cả chân trời. Vừa ra khỏi thành, Hoa Chư Vũ liền dục ngựa chạy về hướng Nam Triều. Bỗng phía sau chuyển tới tiếng mũi tên xé gió nhắm vào đầu ngựa. Một trận mưa tên rơi lả tả từ trên không xuống, dày đặc như mưa. Xuyên qua màn mưa tên dày đặc, nhìn về phía tường thành Dương Quan, chỉ thấy rất đông cung thủ Bắc Triều đang căng dây cung, lạnh lùng bắn về phía bọn họ. Còn Tiêu Dận chắp tay đứng trên đó, bộ quần áo giáp màu tím tôn lên thân hình cao lớn của hắn. Trong lúc hỗn loạn, không có ai nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Tiêu Dận không hổ là hoàng đế Bắc Triều, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã tuân thủ lời hứa của mình. Đúng trong chớp mắt, bọn họ vừa ra khỏi thành, hắn liền lập tức ra tay. Nhanh như vậy đã gặp nhau. Hoa Chư Vũ không có binh khí trong tay. Tuy đã có không ít hộ vệ đi phía sau, đánh bật hơn một nửa số tên, nhưng vẫn có không ít mũi tên bắn về phía nàng và Cơ Phượng Ly. Thế tên nhanh như trẻ tre, một tiếng xót nhỏ vang lên phía sau lưng. Cánh quạt trong tay Cơ Phượng Ly bay ra ngoài, xoay mấy tròn trong không trung. Sau khi đánh rơi một loạt mũi tên, lại trở về tay hắn. Hoa Chư Vũ không dám dò dự, chỉ một chút nữa thôi là tới chỗ đại quân Nam Triều. Một chút nữa thôi là chạy khỏi tầm bắn của Tiêu Dận.
đã có thêm mấy binh sĩ tới nghênh đón. Vai nàng đột nhiên có cảm giác nặng, thân người Cơ Phượng Ly vừa nặng nề áp sát vào nàng. Có thứ gì đó ấm áp thấm qua quần phục của nàng. Hoa Chư Vũ trầm mặc, nàng biết Cơ Phượng Ly vừa sử dụng nội lực khiến miệng vết thương bị vỡ ra. Cơ Phượng Ly tựa đầu vào vai Hoa Chư Vũ, hơi thở ấm áp phà vào cổ nàng khiến Hoa Chư Vũ cực kỳ khó chịu. Nàng khẽ đẩy vai khiến Cơ Phượng Ly ngã về phía sau. Làm Bằng cũng vừa chạy tới nghênh đón, nhìn thấy thế liền phi thân qua đỡ lấy Cơ Phượng Ly. Hoa Chư Vũ ngồi trên lưng ngựa, dưới ánh sáng ảm đạm nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ chiếc áo màu trắng của hắn đã bị nhiễm đỏ một mạng lớn. Mặc dù đã quen nhìn máu tươi trên chiến trường, nhưng giây phút này trái tim Hoa Chư Vũ như bị ai đó bóp chặt. Có lẽ nền áo trắng khiến màu đỏ của máu càng thêm nổi bật, càng thêm giận người. Có lẽ do gương mặt Cơ Phượng Ly tái nhợt quá mức, cũng có lẽ vì nàng mà hắn mới bị thương. Tóm lại, Hoa Chư Vũ cảm thấy nặng nề vô cùng. Tại Dương nhìn thấy chủ nhân ngã ngựa liền hí lên một tiếng, nâng cao chân trước đẩy Hoa Chư Vũ ngã xuống. Vừa nhảy khỏi ngựa đã nghe thấy tiếng Làm Bằng kêu lớn, tướng gia sao lại bị thương thế này. Hai hàng lông mi rậm rạp che khuất ánh mắt của Cơ Phượng Ly. Khi nghe thấy tiếng của Làm Bằng, hai hàng mi hắn chỉ khẽ run chứ không hề mở ra, trên môi còn đọng lại một nụ cười bất đắc dĩ. Đường Ngọc cũng hoảng hốt bước tới, xử lý qua miệng vết thương cho Cơ Phượng Ly, kinh hãi nói, mau phái người mang cáng đến đây. Đường Ngọc quay lại ra lệnh cho một binh sĩ, giọng nói trầm thấp, có phần run rẩy. Tuy Đường Ngọc không nói gì thêm, nhưng Hoa Chư Vũ lại cảm thấy tình hình không được khả quan lắm. Hai binh sĩ lập tức mang cáng tới, Làm Bằng dìu Cơ Phượng Ly nằm lên đó, rồi cùng Đường Ngọc khiêng về. Trước khi rời đi, Làm Bằng còn không quên đưa mắt nhìn Hoa Chư Vũ, trong mắt lạnh lùng không che giấu được cảm xúc phức tạp. Đường Ngọc cũng nhìn nàng lạnh lùng nói, tướng gia vì ngươi nên mới bị thương, ngươi còn đẩy tướng gia ngã ngựa. Hoa Chư Vũ bị ánh mắt đầy thâm ý của Làm Bằng làm cho sợ hãi, giờ còn nghe thấy mấy lời trách móc của Đường Ngọc, nàng chỉ đành đi theo bọn họ. Phía sau chiến trường có mấy chiếc trại vừa dựng lên, Cơ Phượng Ly được đưa thẳng vào trong. Quân y cũng đã sớm được gọi tới. Hoa Chư Vũ không theo vào, nàng đứng bên ngoài trại nhìn quân y không ngừng ra vào. Hoa Chư Vũ cũng bị bọn họ làm cho khẩn trương, thầm nghĩ không biết bây giờ Cơ Phượng Ly ra sao. Trước mắt nếu Cơ Phượng Ly bỏ mình, Nam Triều sẽ gặp bất lợi. Nàng rất muốn biết tình hình bên trong, nhưng lại không có ai dám ra ngoài nói linh tinh. Tuy Cơ Phượng Ly chỉ là giám quân, không phải chủ soái, nhưng ai cũng biết tầm quan trọng của hắn. Ở trên chiến trường, bệnh tình của nhân vật mấu chốt không thể lan truyền tùy tiện. Điều này khiến Hoa Chư Vũ cũng hiểu được. Nhưng nàng vẫn muốn biết, nếu hắn không có việc gì, nàng cũng không cần phải ở đây phơi gió. Gió đêm ở phương Bắc thật sự rất lạnh. Nửa canh giờ sau, Hoa Chư Vũ cũng nhìn thấy hai vị quân y bước ra. Hoa Chư Vũ đợi thêm lát, cũng không có động tĩnh gì. Nàng có thể khẳng định Cơ Phượng Ly không có việc gì. Nếu không, hai vị quân y kia cũng không ly khai. Nàng vừa định quay người rời đi thì nghe thấy có người gọi tên mình. Nguyên Bảo, ngươi lại đây, tướng gia cho gọi ngươi. Hoa Chư Vũ nhíu mày chậm rãi bước vào trong. Nàng thầm tự trách động tác của mình quá chậm. Rời khỏi đây sớm hơn một chút có phải hơn không? Bây giờ không biết Cơ Phượng Ly cho gọi nàng là có chuyện gì. Làm Bằng nhìn Hoa Chư Vũ chậm gì gì đi tới, hắn nhào mắt cúi đầu nói với nàng, một kiếm kia đã chạm tới phổi, nếu sâu hơn chút nữa cái mạng của tướng gia cũng không giữ được nữa. Ngươi cũng biết đấy, tất cả chuyện này là vì ngươi, Nguyên Bảo. Hoa Chư Vũ dừng bước, sống lưng cứng đờ. Tất cả là vì nàng, vừa rồi Đường Ngọc đã nói như vậy, bây giờ Lam Băng cũng nói như vậy. Nàng thừa nhận đó là sự thật. Vốn nàng cũng rất cảm kích Cơ Phượng Ly, nhưng qua miệng người khác khiến nàng cảm thấy nàng nợ hắn một nhân tình. Nàng nợ hắn sao? Nàng cũng từng dùng máu của nàng cứu thoát Cơ Phượng Ly khỏi tay Diêm Vương. Bây giờ hắn cứu nàng chỉ có thể coi như là hòa nhau, cho nên nàng không hề nợ hắn. Ngược lại, hắn vẫn còn nợ nàng. Những thứ khác chưa nói, hắn đã nợ nàng mạng sống của Cẩm Sắc. Ánh đèn sáng rõ, trong trại có một chiếc bếp lò nhỏ, phía trên có một ấm đất sắc thuốc. Khói thuốc lượn lờ, mùi thuốc nồng đậm tràn ngập trong trại.
Trên chiếc thảm thủ công Ba Tư, tấm màn mỏng được treo gọn trên cao. Cửu Phượng Ly đang nằm trên đó, nghe thấy tiếng bước chân, hắn liền mở mắt nhìn lại. Một đôi mắt phượng sâu thẳm, âm trầm như màn đêm, giống như chỉ cần một phút thất thần, nàng sẽ trầm luân vào đó. Hoa Chữ Vũ chấn định tinh thần, đưa mắt nhìn lên người Cửu Phượng Ly. Chiếc áo màu trắng dính máu được thay ra, miệng vết thương được băng bó, không còn máu chảy ra nữa. Hoa Chư Vũ chậm rãi đi đến trước giường, cười nói: "Tướng gia, ngài làm Nguyên Bảo thấy thật sợ hãi, thương thế của ngài không sao chứ?" Thật ra trong lòng Hoa Chư Vũ rất hỗn loạn, nàng không rõ vì sao Cơ Phượng Ly phải cứu nàng. Lúc còn ở trong địa lao Dương Quan, nàng còn từng nghĩ không biết khi nàng quay về Cơ Phượng Ly sẽ trừng phạt một thám tử Bắc Triều như thế nào. Không ngờ sự việc biến chuyển khôn lường, hắn đi cứu nàng, bởi vậy mà còn bị thương. Cho dù là ai cũng không thể hiểu nổi. Cửu Phượng Ly nhíu mày, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia sáng. Dọa người sợ hãi, chắc vì thế nên Bảo Nhi mới đẩy bản tướng ngã ngựa. Đúng vậy, đúng vậy. Hỏa Chư Vũ cảm thấy xấu hổ nói. Cửu Phượng Ly thản nhiên đưa mắt đánh giá Hỏa Chư Vũ. Ánh mắt trong trào lạnh lùng mà thâm thúy, như đang phủ kín một tầng sương mù thật dày, khiến nàng không thể nhận ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Lam Băng, truyền lệnh xuống, bây giờ bắt đầu lui binh. Hắn bỗng nhiên mở miệng, vừa để nói với Hoài Chữ Vũ, vừa để nói với Lam Băng đang đứng bên cạnh cửa. Vâng. Lam Băng đáp lời, không người lui ra ngoài. Hoài Chữ Vũ thầm nghĩ, Dương Quan một mặt tựa núi, địa hình hiểm ác, hơn nữa còn là một thành trì vững chãi. Lúc trước Tiêu Dẫn công phá Dương Quan đã tốn không ít thời gian. Nếu bây giờ bọn họ muốn đoạt lại Dương Quan cũng không phải là việc một sớm một chiều. Bây giờ Cơ Phượng Ly cho lùi binh, chứng minh hắn cũng biết đây là một thành khó công phá. Đã vậy vì sao tối nay hắn lại công thành, chẳng lẽ là vì cứu nàng thật sao? Tướng gia, không biết vì sao tối nay tướng gia phải cứu thuộc hạ. Không phải tướng gia luôn nghĩ thuộc hạ là thám tử Bắc Triều sao? Hoa Chữ Vũ hỏi. Nếu không hỏi, nàng sẽ không thể yên lòng. Cửu Phượng Ly nghe vậy đưa mắt nhìn nàng, cười tự giễu. Bản tướng thấy đó là một trò chơi rất vui, chỉ thế thôi. Chơi rất vui, có lẽ điều hắn nói là thật, vì ngoài lý do này ra, nàng cũng không nghĩ ra được lý do gì khác. Tướng gia, còn có việc gì không? Nếu không thuộc hạ xin được cáo lui. Hoa Chữ Vũ cười nói. Thuốc sắc xong rồi. Cửu Phượng Ly không trả lời nàng, mà nằm nghiêng trên giường, tiện tay cầm lấy một quyển sách lên đọc. Hoa Chữ Vũ cau mày, lúc này nàng mới phát hiện ra trong này không còn bất kỳ thị vệ nào khác. Ấm thuốc trên bếp lò đã sôi ùng ục, nàng đành phải đi qua bắc ấm thuốc xuống. Trên bàn có bát, giọng nói nhàn nhạt từ trên giường truyền tới. Đúng là thân vệ để người ta sai bảo. Hoa Chữ Vũ đành phải bưng thuốc lên, đổ vào chiếc bát đặt trên bàn. Tướng gia, thuốc để ở đây, thuộc hạ xin được cáo lui. Bưng lại đây. Cầu Phượng Ly vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách, lãnh đạm nói. Hoa Chữ Vũ cảm thấy bực mình, không tự chủ được cau mày lại. Sao Tiêu Dận không đâm kiếm sâu thêm một chút nữa, để hắn hôn mê bất tỉnh mấy ngày nữa thì thật tốt. Nhưng dù gì, hắn cũng đã cứu nàng rời khỏi Bắc Triều, coi như nàng nhường nhịn hắn lần này. Nàng bưng lên chén thuốc đi đến trước mặt Cầu Phượng Ly, ý định đưa bát vào tay hắn, nhưng chỉ thấy hắn nằm yên không nhúc nhích, càng không có ý định đưa tay ra nhận lấy. Hoa Chữ Vũ nheo mắt. Hắn không động, nàng cũng không động. Hắn không nói, nàng cũng im lặng. Hắn chăm chú đọc sách, nàng chăm chú nhìn vào chén thuốc. Cũng không biết là ai muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của ai. May mà nàng đã dùng khăn ấm lót tay, có cầm lâu hơn nữa cũng không nóng. Cứ rằng co như vậy, không khí trong trại bắt đầu có mùi vị khác thường. Rất lâu sau, Cầu Phượng Ly không nhịn được nữa, bỏ quyển sách xuống, ngước mắt nhìn nàng. Hoa Chữ Vũ đón nhận ánh mắt của hắn, khẽ nhếch môi cười. Có câu nói, hồi bạn nhất tiếu, bách mỹ hoành sinh. Quay về cười bên bờ ruộng, trầm cảnh tươi đẹp hồi sinh. Khi Hoa Chữ Vũ cười, đúng là mắt ngọc mày ngài, rạng rỡ như hoa mùa xuân, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, khiến trái tim Cầu Phượng Ly đập mạnh. Nguyên Bảo, ngươi không biết hầu hạ người bệnh thế nào sao? Hắn nhìn nàng chăm chú, trong đôi mắt lạnh như băng, đang có ngọn lửa thiêu đốt. Thì ra là muốn nàng hầu hạ hắn uống thuốc.
không phải ai cũng chịu được sự hầu hạ của nàng đâu. Sao tướng gia không nói sớm? Hoa Chư Vũ nửa ngồi nửa quỳ trên thảm, múc một thìa thuốc đưa đến bên môi hắn. Cầu Phượng Ly há miệng nuốt xuống, hai hàng mi hơi cau lại. Chỉ cần vừa ngửi qua hương vị đã biết thuốc này rất đắng. Hơn nữa thuốc vẫn còn nóng, chỉ là số lượng nhỏ thế này hắn vẫn có thể chịu đựng được. Còn Hoa Chư Vũ mặc kệ thuốc đắng tới mức nào, cứ nối tiếp từng thìa bón cho hắn. Vậy mà Cầu Phượng Ly không hề từ chối, nuốt một thìa lại một thìa, chén thuốc nhanh chóng cạn sạch. Nào không biết Cầu Phượng Ly lại có sở thích uống thuốc biến thái như vậy. Hoa Chư Vũ vừa ngửi mùi thuốc đã cảm thấy buồn nôn, chứ chưa nói tới việc uống vào miệng. Hoa Chư Vũ đứng dậy, đang muốn đặt bát lên trên bàn thì chợt có thứ gì đó bám chặt lấy búi tóc trên đầu nàng. Nàng lập tức cứng đờ, không dám động đậy. Khi nàng cải nam trang thì luôn búi tóc của hành dùng châm gỗ cố định. Hoa Chư Vũ đưa tay lên thăm dò, thì ra là do móc sắt của chiếc màn tre bị vướng vào đó. Hoa Chư Vũ một tay cầm bát, một tay mỏ mẫm tìm cách gỡ chiếc móc sắt kia ra, nhưng loay hoay một hồi vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Cầu Phượng Ly nhìn thấy, trong mắt hiện lên ý cười. Hắn xốc chăn lên chống vào giường, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Hoa Chư Vũ. Đệ ta, giọng nói của hắn điềm đạm như gió xuân, đưa tay giúp nàng tháo chiếc móc sắt ra. Hắn đang ở rất gần Hoa Chư Vũ, gần tới mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi thuốc đắng. Hoa Chư Vũ khẽ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ, còn có đôi mắt hắn vừa dịu dàng vừa chuyên chú. Hoa Chư Vũ cảm thấy lo lắng, nàng sợ hắn tiện tay rút châm gỗ của nàng ra, nếu để tóc rơi xuống, nàng sợ hắn sẽ nhận ra nàng là nữ tử. Tướng gia, không cần đâu, để ta tự làm được rồi. Nàng cúi đầu lấy tay đẩy hắn ra, nhưng không ngờ nàng lại đẩy trúng miệng vết thương mới băng bó. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hít sâu. Cơ Phượng Ly lập tức không đứng vững, thân mình đổ về phía sau. Hoa Chư Vũ sợ hãi, vội vàng đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn. Hành động này khiến thân hình Cơ Phượng Ly cứng đờ, dường như hắn không muốn Hoa Chư Vũ chạm vào người mình, liền đưa tay đẩy nàng. Chỉ không ngờ việc làm này lại khiến hắn tiếp đất nhanh hơn. Hoa Chư Vũ bị hắn đẩy một cái, cả người cùng lảo đảo ngã xuống đất, đồng thời còn có những âm thanh loảng xoảng vang lên. Đó là tiếng bát thuốc trong tay Hoa Chư Vũ, là tiếng khung màn bị kéo sập. Chiếc móc trên đầu Hoa Chư Vũ vẫn chưa tháo ra ngoài đã kéo mọi thứ đổ ẩm xuống đất. Trong nháy mắt, cả hai đều bị tầng tầng lớp lớp màn che bao quanh người. Hoa Chư Vũ nằm đè trước ngực Cơ Phượng Ly, môi nàng như chạm vào thứ gì đó mềm mại ôn nhu. Cảm giác mềm mại kia giống như một đôi môi khác. Nàng như bị sét đánh. Ông trời, sao không cho nàng chết luôn đi? Nàng không chỉ đè lên người hắn thôi, mà môi của hai người còn đang tiếp xúc thân mật với nhau. Nàng cuống quýt giãy giụa, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cơ Phượng Ly chuyển tới. Đừng nhúc nhích. Hoa Chư Vũ cứng người, lúc này nàng mới nhận ra nàng đang nằm đè lên miệng vết thương của hắn. Dưới tay nàng là trái tim hắn đang đập thình thịch. Mặt nàng nóng bừng lên, may mà màn che đủ dày nên không bị Cơ Phượng Ly nhìn thấy. Nàng chống tay xuống đất, vừa định cẩn thận đứng dậy thì bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, có người đang đi tới. Tướng gia, làm sao vậy? Người kia nhanh chóng đi về phía này, dùng tay xốc tấm màn che đang bao phủ hai người. Rồi một tiếng hét quỷ khóc thần sầu vang lên. Hoa Chư Vũ bị dọa tới giật bắn mình, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy người mới đến là đồng thủ. Biểu tình trợn mắt há hốc miệng của hắn trông rất tức cười, giống như hắn đang cố gắng tiêu hóa cảnh tượng vừa nhìn thấy. Hoa Chư Vũ cũng biết tư thế của nàng và Cơ Phượng Ly có bao nhiêu ái muội. Cơ Phượng Ly vừa mới băng thuốc, áo ngoài buộc không chặt, cú ngã vừa rồi đã làm vạt áo của hắn mở rộng ra hai bên, lộ ra vòng ngực rắn chắc, còn một tay nàng đang mơn trớn trên đó. Hoa Chư Vũ chậm rãi rời khỏi người Cơ Phượng Ly, đưa tay lên tháo móc sắt không được, liền đưa tay dứt đứt mấy cọng tóc. Tuy búi tóc trở nên hỗn loạn nhưng cũng không bị tung ra. Tướng gia, thuộc hạ cáo lui. Nàng vội vàng cúi đầu che đi cảm giác bối rối nói. Cơ Phượng Ly vẫn nằm yên trên thảm như cũ, hắn nhào mắt nhìn nàng, ngọn lửa trong mắt dường như đã lặn sâu xuống, âm thầm thiêu đốt lòng hắn. Hoa Chư Vũ bị ánh mắt của hắn dọa cho giật mình,
Nàng không đợi hắn nói thêm gì, liền vội vàng chạy ra ngoài. Lúc lướt qua người đồng thủ, nàng vô tình nhìn thấy sắc mặt hắn đã chuyển thành màu gan heo. Đoạn, đồng thủ đưa tay chỉ vào người Hoa Chứ Vũ. Không biết do Cầu Phượng Ly vẫn còn ở đây khiến hắn không dám nói ra, hay bởi vì hắn vẫn còn đang cảm thấy sợ hãi. Đoạn tụ đúng không? Hoa Chứ Vũ tức giận, đưa mắt nhìn đồng thủ. Ta mà đoạn thì ngươi cũng không tránh được. Nhìn cơ thể của ngươi cao lớn khôi ngô tới mức nào, thật là uy vũ. Đồng thủ tái mặt lùi dần về phía sau. Mẹ ơi, hắn bị già tới câm, hắn vẫn còn có vợ con ở nhà đợi hắn. Mấy ngày tiếp đó, mỗi khi đồng thủ nhìn thấy Hoa Chứ Vũ, đều vội vàng đi đường vòng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Bên ngoài trại, bóng đêm thâm trầm. Làm Bằng đứng ngoài đó, khi nhìn thấy Hoa Chứ Vũ bước ra, liền ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng giống hệt như cái hôm nàng rời khỏi phòng Cơ Phượng Ly. Hoa Chứ Vũ biết, có lẽ Làm Bằng nghĩ nàng và Cơ Phượng Ly đã đoạn tụ từ ngày đó. Hoa Chứ Vũ cũng lời giải thích với hắn, vội vàng đi về phía trước. Người chạy đi đâu? Tướng gia đã có lệnh, sau này ngươi lo chăm sóc cho tướng gia. Làm Bằng lạnh lùng nói, thật ra hắn không muốn cho nàng tới chăm sóc Cơ Phượng Ly chút nào, nhưng hắn cũng không thể cãi lời Cơ Phượng Ly. Hoa Chứ Vũ dừng bước, nàng thật sự không hiểu lúc Cơ Phượng Ly bị dịch bệnh ở Tuyên Châu đã từ chối sự chăm sóc của nàng, sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Vì sao lại đòi ta chăm sóc? Hoa Chư Vũ nhào mắt hỏi. Trong quân không có phụ nữ. Mà ngươi, không phải đã có kinh nghiệm với mấy chuyện đó sao? Chăm sóc người khác cũng dễ hơn. Làm Bằng nhào mắt nói. Hoa Chư Vũ đứng yên tại chỗ. Ta đã tổng quân thì chính là binh sĩ, không phải bảo mẫu. Trong quân thì đây chính là quân lệnh, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái quân lệnh? Làm Bằng thản nhiên nói. Đương nhiên, Hoa Chứ Vũ không dám làm trái quân lệnh. Nàng đành bất đắc dĩ đi theo Làm Bằng quay trở lại. Trong trại, Cơ Phượng Ly đang ngồi trên thảm, toàn thân tỏa ra khí lạnh bức người. Đồng thủ, trại này tặng cho ngươi ở, thế nào? Cơ Phượng Ly nhấn mạnh từng tiếng, hở hững nói. Sắc mặt đồng thủ trắng nhợt, không ngừng gãi đầu thấp giọng nói. Tướng gia, về sau trước khi vào, đồng thủ sẽ thông báo trước. Nhưng đồng thủ có một câu, không biết nên có nên nói hay không. Nói đi. Cơ Phượng Ly thản nhiên nói. Tướng gia, Nguyên Bảo là một nam nhân, ngài không thể. Đồng thủ lắp bắp, không biết nên nói thế nào cho phải. Đi ra ngoài. Trong mắt Cơ Phượng Ly toát lên vẻ lạnh lẽo. Hắn nằm nghiêng trên thảm, chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng thủ đại nhân, ngài thật biết đùa. Vừa rồi chỉ là không cẩn thận bị ngã cùng một chỗ, ngài đừng có hiểu lầm. Hoa Chứ Vũ chậm rãi bước vào cười nói. Cơ Phượng Ly mở mắt nhìn chằm chằm Hoa Chứ Vũ, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng lòng nàng, xem nàng đang nghĩ gì. Vừa rời mắt đi, hắn liền cất tiếng nói. Đồng thủ, ngươi vào đây là có chuyện muốn bẩm báo sao? Đồng thủ không nghĩ tới Cơ Phượng Ly đột nhiên chuyển đề tài, đầu óc không kịp thích nghi. Làm Bằng vội đi lên trước nói. Tướng gia, thành Dương Quan rất vững chắc, lương hảo lại sung túc, cho dù chúng ta mang quân vây kín nơi này 1.5 năm cũng không thể thu phục được. Nếu miễn cưỡng chỉ làm lòng quân thêm suy sụp, nếu cứ ở lại nơi này giằng co, khi mùa đông đến quân ta không thích ứng được sự giá lạnh ở nơi này, Tiêu Dần sẽ thừa cơ đánh về phía nam, số thành bị chiếm đóng sẽ càng lúc càng nhiều. Cơ Phượng Ly trầm ngâm nói. Dương Quan nhất định phải thu phục, nhưng bây giờ bàn tướng bị thương, nếu bọn họ không tấn công lại đây, chúng ta tạm thời ám binh bất động. Về phần lương thảo, không vấn đề gì, chúng ta có thể phá hủy lương thực của bọn họ. Nhưng tướng gia, đã không phá được thành Dương Quan, sao có thể phá hủy được lương thảo của bọn họ? Đồng thủ cảm thấy khó hiểu hỏi. Bản tướng có nói phá hủy lương thực của bọn họ sao? Ngoài lương thảo ra, vẫn có thể làm họ thiếu thốn những thứ khác. Cơ Phượng Ly chậm rãi khép hở mắt nói. Hoa Chư Vũ trầm ngâm, nàng rất quen thuộc với địa hình Tây Cương, còn Bắc Cương thì chỉ từng xem qua sách vở. Nàng nhớ có một quyển sách từng viết. Phương Bắc khô hạn, Dương Quan một mặt tựa núi. Trên núi có một dòng sông dẫn vào thành Dương Quan, và đó cũng là con sông duy nhất trong thành. Nếu như bọn họ chặn đứt dòng sông này, thì còn nghiêm trọng hơn việc hủy diệt lương thảo. Cơm có thể 3 ngày không ăn, nhưng nước không thể 3 ngày không uống.
Đến lúc đó nhất định Tiêu Dần phải chạy ra khỏi thành Dương Quan. Như vậy không cần đánh cũng có thể thu phục Dương Quan. Người có thưởng sách gì sao? Hoa Chữ Vũ đang trầm tư thì nghe thấy tiếng Cơ Phượng Ly thản nhiên vang lên. Nàng đưa mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra hắn đang chăm chú nhìn nàng. Hoa Chữ Vũ bình tĩnh nói, ta nghe nói trong thành Dương Quan có một con sông, và cũng là con sông duy nhất. Nếu như muốn thu phục Dương Quan mà không dùng tới vũ lực thì đây chính là cách tốt nhất. Làm Bằng đập tay nói, sao ta lại quên mất điều này, đúng là diệu kế. Tiêu Dần là người Bắc Triều, đương nhiên càng biết nước có tầm quan trọng tới mức nào, chúng ta hành động cũng dễ dàng hơn. Cơ Phượng Ly không nói gì, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên nhìn Hoa Chữ Vũ, trong mắt không ngừng dậy sóng. Cơ Phượng Ly không nói gì, khóe môi mỏng hơi nhếch. Hắn nhìn Hoa Chữ Vũ rất lâu, sóng ngầm nơi đáy mắt không ngừng dao động. Hoa Chữ Vũ không đoán được Cơ Phượng Ly đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt của hắn lại khiến nàng cảm thấy hoảng hốt, giống như hắn đang nhìn thấu lòng nàng. Hoa Chữ Vũ bối rối, có khi nào Cơ Phượng Ly bắt đầu hoài nghi thân thế của nàng. Ngày đó nàng ra khỏi thành gặp Tiêu Dận, vốn dĩ không nghĩ sẽ phải giao chiến, nhưng ai ngờ được Tiêu Dận lại quên nàng. Nàng chỉ đành bất đắc dĩ dùng võ công tự bảo vệ mình, mà khi đó chắc chắn Cơ Phượng Ly đứng trên tường thành đã nhìn thấy tất cả. Lúc đó nàng còn dùng trường thương, người giang hồ có ai mà không biết, chỉ có người từng ở trên chiến trường mới biết dùng loại binh khí này. Nhưng số người ra chiến trường mỗi năm không nhỏ, cũng không phải chỉ có Doanh Sơ Tả biết sử dụng. Còn nữa, lúc trước Thái Tiểu Tứ từng giả mạo Doanh Sơ Tả, hắn không thể có lý do nghi ngờ nàng. Mà cho dù Cơ Phượng Ly từng nghe nói qua về Doanh Sơ Tả, nhưng cũng chưa lần nào được chứng kiến tận mắt. Hoa Chữ Vũ tự chấn định tinh thần, có lẽ nàng đã quá đa nghi. Doanh Sơ Tả bây giờ chính là tội phạm truy nã, nếu Cơ Phượng Ly nghi ngờ thì đã sớm bắt nàng lại, sao còn có thể đến Bắc Triều cứu nàng? Dù nói thế nào cũng không thuận. Nguyên Bảo, người đọc cũng không ít sách nhỉ, còn quen thuộc địa hình nơi này như vậy. Làm Bằng đưa mắt nhìn Hoa Chữ Vũ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể giấu. Đọc nhiều sách mà thôi. Hoa Chữ Vũ trầm tĩnh nhìn lại Làm Bằng. Nguyên Bảo, người từng ra chiến trường rồi à? Nhìn cách người sử dụng trường thương rất hoàn hảo, khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng bất ngờ. Làm Bằng thản nhiên nói. Hoa Chữ Vũ khẽ dùng mình quan sát Làm Bằng. Nhưng tên này là một cao thủ giỏi che giấu cảm xúc, nàng không nhận ra được hắn đang nghĩ điều gì. Còn đồng thủ đứng sau hắn nghe thấy vậy chỉ nhíu mày, nhìn Hoa Chữ Vũ với vẻ tò mò, còn có vẻ nghi ngờ. Nếu như bọn họ hoài nghi nàng là Doanh Sơ Tả, đồng thủ sẽ không thể có vẻ mặt đó. Hoa Chữ Vũ chộp nhìn Cơ Phượng Ly, chỉ thấy hắn gối đầu lên cánh tay giống như đang ngủ, cũng giống như không để ý tới câu chuyện giữa nàng và Lam Băng. Hoa Chữ Vũ bình tĩnh ngước mắt nhìn Lam Băng, trên môi hiện lên nụ cười chua xót, còn có phần buồn bã. Đúng vậy, đúng là ta từng ra chiến trường, những giang hồ lãng tử như ta có chuyện gì mà chưa từng làm. Đáng tiếc vẫn chưa kịp tận trung cho đất nước, đã bị dòng đời xô đẩy vào cung làm thái giám, còn tưởng sẽ có dịp thi triển tài hoa, ai ngờ vạn sự không thành. Đồng thủ khẽ thở dài, trên đời này có ai muốn cam tâm tình nguyện làm thái giám đây. Làm Bằng cũng thở dài, người tài như ngươi làm thái giám cũng thật là đáng tiếc. Tối nay ngươi không cần chăm sóc tướng gia, ta đã sai người dựng một trại nhỏ bên cạnh, mệt thì về đó nghỉ ngơi. Hoa Chữ Vũ cầu còn không được, liền mỉm cười rời khỏi trại của Cơ Phượng Ly. Bên ngoài trời tối đen, ánh sáng ấm áp từ những cây đuốc chiếu sáng cả doanh trại. Phóng mắt ra xa, khắp nơi đều là trại của các tướng sĩ sắp xếp chỉnh tề, quy mô lớn. Các binh sĩ thay phiên nghỉ ngơi, những binh sĩ đứng nghiêm canh gác trong gió, tay nắm chắc đao, áo giáp chỉnh tề. Nam Triều đã ngừng công thành, phía Bắc quân cũng không có động tĩnh. Trên chiến trường hoàn toàn im ắng, ngoài tiếng bước chân của những binh sĩ tuần tra thì chỉ có tiếng cờ xí bay phần phật trong gió. Bên cạnh trại Cơ Phượng Ly quả nhiên đã có thêm một chiếc trại nhỏ. Hoa Chữ Vũ đi vào trong, chiếc trại này khá đơn giản nhưng cũng có đầy đủ vật dụng thường ngày. Từ Nam Triều đến Túc Châu, đi suốt hơn ngàn dặm, Hoa Chữ Vũ luôn phải sống chen chúc với những binh sĩ khác trong cùng một trại.
Tối nay là tối đầu tiên nàng có một trại nhỏ thuộc về riêng mình. Cởi giày ra, nàng chậm rãi nằm xuống giường. Tuy cơ thể mệt mỏi, nhưng trong lòng lại mang theo nhiều tâm sự phức tạp, nhất thời nàng cũng không ngủ được. Sau ngày tuyển võ, nàng vẫn luôn cẩn thận che giấu bản thân. Nhưng nếu giờ vẫn còn cố ý che giấu, chỉ sợ sẽ khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Không bằng nhân cơ hội này tự biến mình thành một lãng tử giang hồ tận trung với nước, gặp được cơ hội bộc lộ tài hoa. Trong trại giám quân, Cơ Phượng Ly chậm rãi mở đôi mắt trong trèo mà lạnh lùng nhìn Lam Băng và đồng thủ. Tướng gia, Nguyên Bảo đó đúng là một nhân tài hiếm có. Tướng gia mạo hiểm cứu hắn khỏi tay Bắc quân, chắc là muốn trọng dụng hắn rồi. Lam Băng cười hỏi, gần đây có tin tức của Danh Sơ Tả không? Cơ Phượng Ly xoay người hỏi. Lam Băng khẽ cười nói, có, đây là tin tức mới nhất truyền từ kinh thành tới. Hắn đi tới trước, lấy ra một tờ giấy đưa cho Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly nhận lấy, sau khi xem xong, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Danh Sơ Tà lại xuất hiện ở Vũ Đô. Lam Băng vuốt cằm cẩn thận ngẫm nghĩ hỏi. Tướng gia, Danh Sơ Tà xuất hiện ở Vũ Đô, liệu hắn có ý định vào cung ám sát Hoàng thượng không? Sẽ không. Cơ Phượng Ly lắc đầu, đọc kỹ lại nội dung trong tờ giấy một lần nữa. Sau đó thả tờ giấy vào bếp lò rắc thuốc. Ngọn lửa bốc lên, đốt tờ giấy kia thành tàn tro. Ngân diện, ngân thương, thiên nhai minh nguyệt đao, ngựa truy điện màu trắng. Cơ Phượng Ly ngồi dậy, một tay chống xuống thảm, khẽ nhếch môi cười. Có đôi khi giả dạng càng giống, càng không phải là thật, mà giống như đang che giấu một thứ gì đó. Có thể nào là Danh Sơ Tả chân chính? Cơ Phượng Ly nhào mắt lại, xem ra hắn đoán không sai. Danh Sơ Tà à, Danh Sơ Tà, người lừa ta một lần, lại nghĩ ta có thể mắc mưu lần thứ hai sao? Tướng gia, đồng thủ khó hiểu nhìn Cơ Phượng Ly. Lam Băng, lúc trước ta từng phái người đi điều tra thân phận của Nguyên Bảo. Người mau nói lại kết quả cho ta nghe. Cơ Phượng Ly thản nhiên nói. Đầu tiên, Nguyên Bảo xuất hiện ở Túy Tiên Phường, ở đó làm nhạc công một thời gian. Có một ngày bị Hoàng Phủ Vô Song theo dõi, bắt hắn vào cung làm thái giám. Bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện ở đế đô, cho nên không điều tra thêm được gì. Lam Băng cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc hắn cầm bức họa Nguyên Bảo đi dò hỏi khắp nơi, kết quả ai cũng không biết, ai cũng chưa từng nhìn thấy người này. Cũng không có gì lạ, có lẽ trước đây hắn chưa từng lộ mặt ra ngoài. Cửu Phượng Ly khẽ nhếch môi cười. Đồng thủ khó hiểu gãi đầu. Tướng gia, vì sao lại chưa từng lộ mặt ra ngoài? Cơ Phượng Ly liếc nhìn đồng thủ miễn cưỡng nói. Có khả năng hắn học nghề trong thâm sơn cùng cốc. Bảo sao? Đồng thủ lập tức tin ngay. Chỉ có Lam Băng không tin Cơ Phượng Ly. Hắn mơ hồ cảm thấy tướng gia đã biết chuyện gì đó, nhưng lại không muốn nói ra. Đồng thủ nghe bọn họ nhắc tới Nguyên Bảo, sắc mặt hết đen lại đỏ. Một lúc sau hắn mới chen miệng và nói. Nguyên Bảo cũng thật đáng thương. Đáng lẽ hắn có thể trở thành một nam tử phong hoa tuyệt đại, vậy mà giờ lại trở thành kẻ bất nam bất nữ. Ngày đó thuộc hạ phái người đến âm thầm điều tra Nguyên Bảo, nghe thì vẻ Đông Cung nói là Cát Công Công tự tay mình ra tay. Cát Công Công là cao thủ nổi danh về khoản đó trong cung, gần như cả đời chuyên làm những việc này. Nghe nói lúc đó Nguyên Bảo mất rất nhiều máu. Ánh đèn u ám chiếu lên gương mặt Cơ Phượng Ly, có lẽ do bị mất nhiều máu, cũng có lẽ do tâm trạng bất ổn. Sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, ngay cả môi cũng chuyển thành màu trắng bệch. Đầu ngón tay chống vỏ thảm hơi run rẩy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bi ai buồn bã. Lam Băng cũng thoáng trầm mặc, đúng là thật đáng thương, huống chi Nguyên Bảo còn là người kiêu ngạo như vậy. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không thể dây dưa với tướng gia chứ. Lam Băng đưa mắt nhìn đồng thủ, ý bảo đồng thủ im miệng. Tướng gia, trận này chúng ta phải đánh như thế nào? Có cần gọi Vương Dục đến bàn bạc? Lam Băng chuyển đề tài. Không cần, hôm nay bọn họ cũng đủ mệt rồi. Lam Băng, người mau cho truyền tin báo. Tây Giang Nguyệt âm thầm chuẩn bị lương thảo và quần áo mùa đông, sẵn sàng sử dụng trong bất kỳ tình huống nào. Cơ Phượng Ly mệt mỏi nhắm mắt lại. Các người lui ra ngoài trước đi. Lam Băng thổi tắt nến trong trại, bước ra ngoài cùng đồng thủ. Lam Băng, lương thảo của chúng ta không đủ dùng sao? Đồng thủ nhíu mày hỏi. Lam Băng thở dài. Tướng gia đề phòng trước,
chuyện bên triều đình rất khó dự đoán. Quân Nam Triều và Bắc Triều lấy Dương Quan làm mốc, hình thành thế giằng co. Cử Phượng Ly làm theo kế sách của Hoài Chữ Vũ, phái một đội tinh binh chặn đứt nguồn nước chảy vào Dương Quan. Ba ngày sau, Tiêu Dần rời khỏi thành Dương Quan, lui về phía bắc sông Thanh Minh thuộc địa phận Bắc Triều. Nam Triều không tốn một binh một tốt đã thu phục được Dương Quan. Điều này làm cho sĩ khí quân Nam Triều dâng cao. Nhưng trong lòng Hoa Chữ Vũ không được vui, nàng chỉ cảm thấy người như Tiêu Dần sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định của mình. Quân Nam Triều tạm trú trong Dương Quan, đồng thời xây dựng cơ sở tạm thời cách phía bắc Dương Quan 10 dặm. Thương thế của Cơ Phượng Ly đã khởi sắc hơn nhiều, có thể đi lại một cách bình thường. Mấy ngày nay, Hoa Chữ Vũ trở thành hộ vệ bên người hắn, lo việc uống thuốc, băng bó vết thương cho hắn. Nhưng chưa được bình yên bao lâu, có mật báo của thám tử gửi tới nói phía Tây Lương có hành động bất thường. Trong nháy mắt, không khí khẩn trương căng thẳng bao phủ cả doanh trại. Hoa Chữ Vũ biết Tiểu Dận sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định, quả nhiên hắn đang đợi quân Tây Lương. Trước đây nàng từng dẫn quân đánh bại Tây Lương, khiến Tây Lương tổn hao nguyên khí nặng nề, phải ký hiệp ước bất lợi với quân Nam Triều. Bị Nam Triều áp chế, từ lâu đã nảy sinh lòng bất mãn. Có lẽ Tây Lương đã sớm muốn liên minh với Bắc Triều khi nàng vẫn còn là công chúa Trác Nhã. Quốc vương Tây Lương từng tới cầu thân, chỉ là nàng đã lựa chọn Đấu Thiên Kim. Bây giờ Tây Lương liên minh với Bắc Triều, Nam Triều rơi vào thế hai mặt giáp địch. Tuy có quân canh giữ ở Lương Châu, Tây Lương nhưng không có thực lực mạnh như Hoa Gia. Hơn nữa, từ khi Tây Lương thần phục Nam Triều, số quân canh giữ Lương Châu chỉ có 2 vạn, hoàn toàn không đủ sức ngăn cản quân Tây Lương tấn công. Tuy ở Vũ Đô còn 10 vạn quân, nhưng nước ở xa không cứu được lửa gần, hoàn toàn không thể cứu viện. Khoảng cách từ Bắc Cương tới Lương Châu gần nhất, nhưng nếu bọn họ dẫn đại quân tới tiếp viện, Dương Quan sẽ bị Bắc Triều công phá. Cổng chính canh giữ Trung Nguyên bị phá, Bắc Triều hoàn toàn có thể thừa thắng đánh một đường tới Nam Triều. Nguy cơ chồng chất. Tương tự, nếu là không cứu viện Lương Châu, để Lương Châu bị quân Tây Lương công phá, Nam Triều cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chiến tranh bùng nổ trong đất Nam Triều, dân chúng chính là người chịu khổ sở nhất. Cờ Phượng Ly bất chấp thương thế trên người, cho triệu tập toàn bộ tướng lĩnh tới soái trại nghị sự. Tuy Hoài Chữ Vũ chỉ là một thị vệ, nhưng Cờ Phượng Ly lại ân trần cho nàng vợ trong cùng hắn. Trong trại, Cờ Phượng Ly và Vương Dục ngồi trên ghế chủ, nhìn nhóm tướng sĩ bàn luận, khí thế ngất trời. Phải đi cứu viện, nếu không Tây Lương sẽ chiếm được Lương Châu. Nhưng binh lực của chúng ta ở đây chỉ tương đương với quân Bắc Triều. Nếu rút bớt quân qua đó, phía này lập tức sẽ thất thủ. Chúng ta có thể khai chiến với Bắc quân, đợi sau khi đánh bại bọn họ sẽ tới chi viện cho Lương Châu. Người nói hay thật, chúng ta có thể đánh bại Bắc quân dễ như thế thì còn ngồi ở đây tranh cãi làm gì? Bây giờ chỉ e không giữ được cùng lúc cả hai thành Lương Châu và Dương Quan. Dù là cứu hay không cứu viện, điều duy nhất bọn họ lo lắng chính là binh lực không đủ. Cuối cùng, kết quả bàn luận vẫn là cứu viện, nhưng lấy binh lực ở đâu ra, vấn đề này lại tiếp tục phải tranh cãi. Nam Triều có 20 vạn quân, Bắc Triều có 20 vạn quân, Tây Lương có 10 vạn quân. Nếu muốn đánh bại quân Tây Lương, ít nhất cũng phải điều 10 vạn quân qua Tây Cương. Nếu muốn đánh bại quân Tây Lương, ít nhất cũng phải điều 10 vạn quân qua Tây Cương. Như vậy quân đội đóng ở Dương Quan chỉ còn lại 10 vạn để đối kháng với 20 vạn đại quân của Tiêu Dận. Thắng bại khó nói. Còn nếu điều quân không đủ, phía Tây Cương cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đây đúng là bài toán khó. Nhìn bầu không khí căng thẳng trước mặt, Cờ Phượng Ly vẫn chưa tỏ ra bất kỳ thái độ gì. Một tay chống cằm, vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh. Chỉ cần đưa ra một quyết sách sai lầm, toàn quân Nam Triều thất bại, Nam Triều cũng sẽ bị diệt vong. Vậy mà Cơ Phượng Ly còn có thể bình tĩnh tới mức này, điều này làm cho Hoa Chữ Vũ cảm thấy khó hiểu. Hay là hắn đã có thưởng sách gì? Hoa Chữ Vũ trầm mặc, bỗng nhiên nàng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Tây Lương thật sự có 10 vạn binh mã sao? Dựa vào kinh nghiệm trấn thủ Tây Cương nhiều năm, Tây Lương đã từng giao chiến với quân Hoa Gia, tổn thất binh lực vô cùng nặng nề. Nhất là trận chiến năm ngoái, số binh lực tổn thất là hơn một nửa. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sao có thể đạt được tới con số 10 vạn?
mà nếu có thì đại bộ phận cũng là tân binh. Tân binh là những binh sĩ chưa từng ra chiến trường, cho dù có đông thì cũng chỉ là những đứa trẻ chưa từng nhìn thấy máu tươi. Nếu vậy, Tây Lương đã không có khả năng đe dọa. Quân Lương Châu hoàn toàn đủ khả năng ngăn cản, không cần phải gấp rút tiếp viện. Nhưng vì sao Tây Lương lại tung tin có 10 vạn binh lực tập kích Lương Châu? Hay là... Hỏa Chư Vũ đột nhiên dùng mình, trong đầu lóe lên ý nghĩ. Trên chiến trường, mưu kế là quan trọng nhất. Dựa vào kinh nghiệm chỉ huy mấy năm qua, Hỏa Chư Vũ kết luận mục tiêu của Bắc Triều là muốn nhân cơ hội này chia tách thực lực của 20 vạn đại quân Nam Triều. Các người lùi hết xuống, Vương tướng quân ở lại. Cơ Phượng Ly bỗng nhiên nói. Các vị tướng lĩnh nghe vậy liền lui xuống. Hỏa Chư Vũ thấy thế cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Nguyên Bảo, ngươi ở lại. Cơ Phượng Ly đưa mắt nhìn Hỏa Chư Vũ, chậm rãi nói. Hỏa Chư Vũ đành phải dừng bước quay trở lại. Vương Dục thấy Cơ Phượng Ly cho một thị vệ ở lại đang cảm thấy kinh ngạc thì nghe Cơ Phượng Ly hỏi. Vương tướng quân, ngài cảm thấy điều động bao nhiêu binh mã đến Tây Cương thì thích hợp? Tướng ra, chuyện này rất khó nói. Chỉ sợ Lương Châu và Dương Quan không thể vẹn toàn cả hai. Bản tướng cảm thấy không bằng điều 8 vạn binh lực. Như thế Lương Châu và Dương Quan có thể cầm cự một thời gian, sau đó dùng bộ câu đưa tin xin thánh thượng cho quân ở Vũ Đô tới cứu viện. Vương Dục hùng hồn nói. Cơ Phượng Ly nhào mắt lại thản nhiên nói. Thánh thượng sẽ không phát binh, kinh thành không thể không ngợi trấn thủ. Cho dù phát binh thì tới Bắc Cương cũng là chuyện của một tháng sau, chúng ta không thể hy vọng vào bọn họ. Nguyên Bảo, ngươi nói xem phải điều động bao nhiêu binh lực. Cơ Phượng Ly chuyển tầm mắt nhìn về phía Hỏa Chư Vũ, nhàn nhạt cười. Hỏa Chư Vũ nhăn mày ngẫm nghĩ một lát nói. Nếu tướng gia đã hỏi, thuộc hạ xin nói qua cách nghĩ của mình. Thuộc hạ cho rằng nên điều 18 vạn binh lực sang viện trợ Lương Châu. Trong trại vang lên tiếng Vương Dục cười lớn. Tiểu thị vệ này chỉ biết ăn nói lung tung. Thành Lương Châu hiện tại đang có 2 vạn binh lực, điều động thêm 18 vạn là thành 20 vạn. Dùng 20 vạn binh lực đi đối kháng với 10 vạn binh lực của Tây Lương chẳng phải rất lãng phí sao? Mà Dương Quan dùng 2 vạn binh lực chống đỡ với 20 vạn binh lực Bắc Triều chẳng khác gì mở cửa chào đón Bắc Triều tấn công xuống phía Nam. Hay ngươi là người Bắc Triều? Đối mặt với vẻ cười nhạo và châm chọc của Vương Dục, Hỏa Chư Vũ chỉ thản nhiên cười. Chỉ có Cơ Phượng Ly không hề cười, ánh mắt u ám nhìn Hỏa Chư Vũ đầy vẻ khó hiểu. Nguyên Bảo, ngươi nói xem, sao lại phải điều động tới 18 vạn binh mã? Hỏa Chư Vũ còn nghĩ Cơ Phượng Ly sẽ trào phúng nàng, nhưng không ngờ hắn lại nghiêm túc đến thế. Nàng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Binh sĩ Bắc Triều giỏi về giã chiến nên yếu về phương diện công thành đoạt đất, cho nên bọn họ không thể công phá được thành trì trong một thời gian ngắn. Lúc này rõ ràng Bắc Triều đang muốn phát huy ưu thế đánh giã chiến trên đồng. Thử nghĩ nếu như ta điều động 10 vạn đại quân đến tiếp viện Lương Châu, Tiêu Dận lại mang đại quân mai phục trên đường tới Lương Châu phục kích 10 vạn đại quân này, khi đó 10 vạn binh sĩ của ta sẽ phải giao chiến với Bắc quân ở cánh đồng. Dựa vào thiết kỵ và sức chiến đấu của Bắc quân, chúng ta hoàn toàn không thể so sánh. Đây là lúc sức quân ngắn nghênh địch dài. Xin hỏi tướng quân, binh sĩ đang mệt mỏi gặp phải mai phục, kết quả sẽ như thế nào? Vương Dục nghiêm mặt, một lúc sau mới chậm rãi đáp. Toàn quân chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Hỏa Chư Vũ lãnh đạm nói. Thử hỏi nếu toàn quân bị diệt, vậy lấy binh sĩ ở đâu ra cứu thành lần nữa? Vương Dục ngây người, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu nói. Nhưng nếu phái 18 vạn binh mã đi, đến lúc đó Bắc Triều tấn công Dương Quan thì phải làm sao? Đại tướng quân vẫn chưa hiểu. Bắc quân không hề tính đến chuyện công thành, thực lực của Tây Lương cũng không thể có tới 10 vạn. Mục tiêu lần này của Bắc quân là 20 vạn binh mã của chúng ta. Bọn họ muốn là sự suy yếu của 20 vạn binh mã này. Hỏa Chư Vũ thản nhiên nói. Vương Dục trầm ngâm, sau đó vỗ bàn nói lớn. Không ngờ một thị vệ nho nhỏ lại có mưu lược và kiến giải sâu sắc như vậy. Bản tướng thấy thật hổ thẹn, vừa mới đắc tội, mong người không để ý. Cơ Phượng Ly ngồi yên tĩnh phía trên, khẽ mỉm cười trong khoảnh khắc. Hỏa Chư Vũ cảm thấy không biết có chuyện gì trên đời này có thể thay đổi nụ cười hở hững của hắn. Dù gì Vương Dục cũng là một viên đại tướng, trong nháy mắt đã hiểu được bản chất, cũng nảy sinh cảm giác không phục Hỏa Chư Vũ. Tướng gia,
bản tướng đi điểm 18 vạn binh mã. Hắn quay người nói với Cờ Phượng Lì, tuy Vương Dục là tướng quân, nhưng nhiều năm vẫn luôn trấn thủ ở Vũ Đô, về phương diện cầm quân đánh giặc còn rất mơ hồ. Vương tướng quân đừng vội, phải phái đi 18 vạn binh mã, nhưng không được phái hết một lần. Nếu không Bắc Triều phái 20 vạn quân phục kích, chúng ta vẫn sẽ bại trận. Hoa Chữ Vũ nhíu mày nói. Cờ Phượng Ly chăm chú nhìn Hoa Chữ Vũ, sâu trong đáy mắt hiện lên tia tán thưởng. Nguyên Bảo nói rất đúng, nhưng nếu ta phái ngươi dẫn 8 vạn quân làm quân tiên phong, không biết ngươi có đồng ý không? Ta, Hoa Chữ Vũ ngạc nhiên hỏi lại, nàng không ngờ Cờ Phượng Ly lại giao quyền chỉ huy 8 vạn đại quân cho nàng. Tướng gia, ngài thật biết đùa, tuy Nguyên Bảo muốn đè nợ nước, nhưng cũng chỉ là một binh tốt, sao có thể chỉ huy được 8 vạn đại quân? Cờ Phượng Ly đưa mắt nhìn Vương Dục, Vương Dục ngầm hiểu cười nói, các tướng quân đều từ binh tốt đi lên. Trước tiên, bản tướng cho người giữ chức chỉ huy một đại doanh, người thấy thế nào? Theo biên chế quân đội Nam Triều, trong đại doanh có 8 giáo úy, mỗi giáo úy chỉ huy 1.200 người, hậu cần và trung quân còn được nhiều hơn thế. Lúc trước nàng nhảy trực tiếp từ chức giáo úy lên thống lĩnh, vẫn có thể đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy đội hình 1 vạn người. Nguyên Bảo, ngươi không phải muốn góp sức mình cho đất nước sao? Bây giờ tình hình đã rất nguy ngập, ngươi không nên để tài hoa của mình bị mai một. Cờ Phượng Ly chậm rãi nói. Hoa Chư Vũ trầm ngâm, chợt nghe Vương Dục trầm giọng hô, Nguyên Bảo nghe lệnh. Bản tướng ra lệnh cho ngươi giữ chức thống lĩnh hổ doanh, ngay tối nay phải dẫn 8 vạn binh mã đi trước 50 dặm trong đêm. Nếu giáp mặt với Bắc quân, nhất định phải dùng mọi cách để bảo vệ quân mình được an toàn. Người nghe rõ rồi chứ? Nguyên Bảo tuân lệnh. Quân lệnh đã hạ, nàng không còn gì để nói. Hôm đó Hòa Chữ Vũ đến hổ danh cho gọi 8 vị giáo úy tới nghị sự. Hiển nhiên 8 vị giáo úy không phục. Một binh tốt bỗng nhiên vượt cấp làm thống lĩnh của bọn họ, dù là ai cũng cảm thấy khó chấp nhận. Nàng khẽ cười. Bản thống lĩnh rất muốn luận bàn với các vị giáo úy một chút, không biết các vị thế nào? Hay lắm, đúng lúc chúng ta cũng đang muốn luận bàn với bảo thống lĩnh. 8 vị giáo úy đồng thanh nói. Giữa trưa tất cả binh sĩ ở hồ danh đều tụ tập ven bờ sông, chờ xem tân thống lĩnh quyết đấu với nhóm giáo úy. Hoa Chư Vũ cầm ngân thương, đứng nhau mắt nhìn 8 gã giáo úy trước mặt, uể oải nói. 8 người các ngươi cùng lên đi. Vốn 8 gã giáo úy đang tranh cãi xem ai lên trước, nghe Hoa Chữ Vũ nói xong liền ngừng lại. Bọn họ cùng tiến lên, bảo thống lĩnh có thể mạnh hơn tất cả bọn họ sao? Lập tức cả 8 người thoáng nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên. 8 người mang theo 8 món binh khí khác nhau, đánh từ 8 góc độ, 8 phương hướng, nhưng tất cả đều mang theo sự sắc bén đầy tốc độ đâm về phía Hoa Chữ Vũ. Hoa Chữ Vũ yên tĩnh nhìn bọn họ tiến tới, toàn thân đột ngột xoay tròn, ngân thương trong tay vẽ nên một vòng sáng bạc, đẩy mạnh các vị giáo úy lùi lại phía sau. Ngân thương chơi đùa trong không trung, chỉ nghe một tiếng va chạm mạnh, binh khí trong tay 8 vị giáo úy đã bị ngân thương đánh rơi. Hoa Chư Vũ biến chiều, những tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, 8 gã giáo úy bị Hoa Chư Vũ đánh ngã xuống đất. Hoa Chư Vũ cầm trưởng thương, tiểu sái đứng cười. Còn có ai không phục? 8 gã giáo úy cũng không phải loại người nông cạn, nếu không họ đã chẳng leo được đến chức giáo úy này. Bây giờ chưa đến nhất chiêu, 8 người đã bị Hoa Chữ Vũ đánh bại, còn ai dám nói không phục? Mấy người đứng lên thoải mái nói. Không đánh không quen, thật không ngờ bảo thống lĩnh lại có bản lĩnh như vậy. Mặt trời chưa lặn hẳn, cả bầu trời nhuốm một màu đỏ. Trong gió thu thổi mạnh, toàn bộ binh sĩ trong hổ danh đều quỳ rạp xuống. Binh khí trong tay bọn họ phát ra ánh sáng ảm đạm dưới ánh chiều tà. Cờ Phượng Ly ngồi trên ngựa đi tới trước đài điểm quân, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh một vòng, cao giọng nói, các vị tướng sĩ, ta tin mọi người đã biết quân Tây Lương đang xâm phạm Lương Châu của chúng ta. Chúng có 10 vạn đại quân mà Lương Châu chúng ta chỉ có 2 vạn, hoàn toàn không có đủ khả năng chống lại quân Tây Lương. Bây giờ chúng ta phải đồng thời chống quân Tây Lương và Bắc Triều. Chỉ cần vô ý một chút, Bắc Triều và Tây Lương sẽ có cơ hội tấn công xuống phía Nam. Quê hương của chúng ta, nơi có mẹ già con thơ, liệu chúng ta có thể trơ mắt nhìn người thân bị quân địch tàn sát, xâm lược không? Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại vô cùng dõng dạc rơi vào tai mọi người. Không thể,
Tám vạn binh sĩ giận dữ hét lên, thành thế kinh người. Chúng ta là Nam Tử Hán, sao có thể để cho tấn thảm kịch này phát sinh? Không thể. Này chỉ có một cách, đó là chúng ta phải đi cứu viện Lương Châu. Đây là một nhiệm vụ đầy gian khổ. Có thể sẽ có người nằm lại nơi xa trường, nhưng trời cao có thể làm chứng cho chúng ta. Chúng ta không tiếc sinh mệnh và máu của bản thân bảo vệ gia đình của chúng ta, bảo vệ người thân của chúng ta. Phạm ngã gia quốc giả, tùy tốc tất chu, đổ ngã thân nhân giả, tuy cường tất sát. Xâm phạm đất nước và gia đình ta nhất định phải chết, sát hại người thân của ta dù là kẻ mạnh cũng phải chết. Cờ Phượng Ly giơ một cây trường thương chỉ lên trời. Tám vạn binh sĩ giơ đao hô to: Phạm ngã gia quốc giả, tùy tốc tất chu, đổ ngã thân nhân giả, tuy cường tất sát. Phạm ngã gia quốc giả, tùy tốc tất chu, đổ ngã thân nhân giả, tuy cường tất sát. Các tướng sĩ giơ binh khí lên, nhìn trời thề với lòng. Hoa Chư Vũ đứng nhìn cảnh tượng đó, thứ đang phản chiếu trong mắt nàng là những gương mặt đầy kiên quyết, những ánh mắt thấy chết không sờn. Điều này khiến nhiệt huyết trong lòng nàng không ngừng dâng lên. Nàng từng làm tướng quân, nàng biết quân tâm trên chiến trường quan trọng như thế nào. Nàng nheo mắt nhìn bóng người màu trắng trên cao. Lần đầu tiên nàng nảy sinh cảm giác không phục hắn. Tuyên thệ trước khi xuất quân đã xong, đại quân bắt đầu xuất phát. Hỏa Chư Vũ dẫn theo một vạn binh sĩ hổ danh và 7 vạn đại danh nữa xuất phát. Bỗng nhiên bên trái chuyển tới tiếng vó ngựa. Cơ Phượng Ly phóng ngựa dừng ở trước mặt nàng, thản nhiên cười: Tướng gia còn chuyện gì nữa không? Hỏa Chư Vũ thấy Cơ Phượng Ly ngăn ngựa của nàng, nhíu mày hỏi. Cơ Phượng Ly cúi người, vừa vuốt ve vừa ghé sát vào tai Toại Dương thì thầm mấy câu. Sau đó hắn thả người nhảy xuống ngựa. Bảo thống lĩnh, ngựa của bản tướng cho người mượn dùng, phải nhớ hoàn trả nguyên vẹn. Nếu ngựa của ta bị thương, ta sẽ bắt người hỏi tội. Đương nhiên Hoài Chữ Vũ biết tầm quan trọng của một con ngựa tốt, nhưng đây là ngựa của Cơ Phượng Ly, sao lại đưa cho nàng sử dụng? Sao vậy? Sợ Tại Dương không phục tùng ngươi? Cơ Phượng Ly nói, trên môi thoáng hiện ý cười. Hoài Chữ Vũ cười nhạt. Truy điện của nàng cũng mang tiếng khó thuần mà nàng còn chế ngự được. Đương nhiên Hoài Chữ Vũ không có ý từ chối. Nàng từng cưỡi Tại Dương một lần, cũng đã biết đây là một con ngựa tốt, có thể giúp đỡ nàng không ít. Thứ nàng sắp đối mặt là đoàn quân Bắc Triều giỏi về giã chiến, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Hoa Chư Vũ nhảy lên thân Toại Dương, đa tạ tướng gia. Nàng cũng không phải người không biết tốt xấu, nàng cũng hiểu được ý tốt của Cơ Phượng Ly. Nàng kéo dây cương cùng với Toại Dương lao về phía trước. Chương 103: Lịch huyết chiến thần Ôn Nhã công tử. Đã vào cuối thu, ban đêm đã bắt đầu có hơi lạnh của mùa đông. Còn có những cơn gió không ngừng thổi qua, cảm giác như bị dao cứa vào da thịt. Trước kia Hỏa Chư Vũ luôn đeo mặt nạ màu bạc, nên dù đã chinh chiến vài năm, gương mặt vẫn trơn mịn tinh tế. Nếu không phải nàng giả trang làm thái giám, thì sẽ có rất ít người dám tin nàng là nam nhân. Bây giờ thì ngược lại, mấy ngày nay theo quân chinh chiến, cảm giác mặt đã bị cháy nắng. Hơn nữa gió cát của phương Bắc đã cải tạo nàng có vẻ ngoài của một nam nhân đích thực. Bầu trời phương Bắc vào đêm tĩnh lặng như nước, ánh trăng trên cao thản nhiên soi sáng đoàn quân. Đại quân dục ngựa đi về phía trước, chỉ thấy đội ngũ nhịp nhàng nghiêm minh, khôi giáp chỉnh tề. Gió lạnh gào thét, tám lá đại kỳ phần phật trong gió. Tám vạn tinh binh chỉ mang theo quân lương 4 ngày hành quân suốt đêm, nhưng để bảo trì thể lực tùy cơ đánh trả quân địch tới tập kích nên cũng không di chuyển nhanh. Hỏa Chư Vũ kéo dây cương đi phía trước hộ doanh, bên cạnh nàng chính là người hộ kỳ, lá cờ sĩ hộ doanh bay phần phật trong gió. Tiếng vang này khiến Hỏa Chư Vũ khó lòng bình tĩnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày mặc áo giáp ra trận, phụ thân cả đời chinh chiến trên lưng ngựa lại rơi vào cảnh hàm oan mà chết, cô nhi quân liều mình vì nước lại bị trục xuất khỏi quân đội. Nàng từng nói sẽ không bao giờ bán mạng cho hôn quân Nam Triều, nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn vó ngựa Bắc Triều tiến xuống phía Nam, càng không muốn nhìn cảnh dân chúng bị tàn sát, bị làm nhục. Đây là chấp niệm nàng làm tướng quân bao năm qua, giữ nhà giữ nước. Tuy nàng không còn gia đình, nhưng vẫn còn rất nhiều gia đình khác tồn tại, mà Nam Triều cũng không phải chỉ thuộc về hoàng tộc. Nhưng nàng vẫn phân biệt được hai chuyện này.
Đêm đó đại quân đi được 50 dặm đường, sáng hôm sau liền dựng chỗ nghỉ tạm. Nàng nghĩ ban đêm là thời điểm tập kích lý tưởng nhất, nên lệnh cho mọi người hành quân trong đêm, ban ngày nghỉ ngơi bảo trì thể lực. Cứ như vậy đến đêm ngày thứ ba, đại quân đã đi được hơn 200 dặm về phía tây. Đêm này là một đêm u tối, trên bầu trời chỉ có vầng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Báo, bảo thông lĩnh, phía trước 10 dặm có một khe núi. Thám tử Hổ Doanh quỳ xuống báo cáo tình hình thăm dò cho Hoa Chữ Vũ. Hoa Chữ Vũ dừng ngựa nhíu mày hỏi, khe núi? Thám tử bẩm báo, vâng, trong khe núi tối đen, tiểu nhân không dám vào đó. Hoa Chữ Vũ vuốt cằm hỏi, nếu chúng ta không tiến vào khe núi thì còn đường khác tới Tây Cương không? Cũng có, nhưng đi như vậy rất xa, đi qua khe núi là con đường gần nhất. Thám tử trầm giọng nói. Hoa Chữ Vũ trầm tư, nói không chừng Bắc quân đang phục kích ngay bên trong đó. Bọn họ nghĩ Nam quân nóng lòng đến Tây Cương viện trợ, chắc chắn sẽ đi qua khe núi này. Hoa Chữ Vũ lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, rồi cho tập trung 8 vị thống lĩnh lại thương nghị đối sách. Đây là lần đầu 8 vị thống lĩnh bị tập trung một chỗ. Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt cũng là một trong số đó. Hai người họ đã được thăng chức từ giáo úy lên thống lĩnh. Phía trước có một khe núi, bản thống lĩnh cảm thấy không ổn. Nói không chừng Bắc quân đang mai phục ở đó, chúng ta không thể mạo hiểm tiến lên. Nam Cung Tuyệt là tổng thống lĩnh ở đây. Hắn cao giọng nói, chúng ta chờ ở đây, vậy nếu không có mai phục thì sao? Một tên thống lĩnh khác hỏi. Ta thấy như vậy, không bằng chúng ta cho 1.000 con ngựa vào trong thăm dò trước. Các binh sĩ lập trận phòng thủ bên ngoài. Nếu như có mai phục, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Hoa Chữ Vũ chậm rãi nói. Bảy thống lĩnh còn lại nhìn Hoa Chữ Vũ, vuốt cằm nói. Theo lời bảo thống lĩnh đi. Hoa Chữ Vũ còn sợ phải lý luận với bọn họ một phen. Không ngờ bọn họ lại đồng ý nhanh như vậy, khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Đại quân lại tiếp tục xuất phát, khoảng nửa canh giờ sau đã tới trước cửa vào khe núi. 1.000 con ngựa đã được chuẩn bị xong, phía đuôi buộc vào vài và cành cây khô, trên đầu gắn bó đuốc. 1.000 con ngựa phi vào khe núi, phần đuôi quét xuống làm đất cát bụi tung đầy trời. Càng đi càng chỉ có thể nhìn thấy ánh đuốc lờ mờ, hoàn toàn không thể nhận ra trên ngựa không có người. Khoảng một nén hương thời gian, chợt nghe thấy bên trong núi vang lên những tiếng động rất lớn. Đó là tiếng đá lăn từ hai bên vách núi xuống, mặt đất dưới chân cũng rung chuyển lên, rồi ngay sau đó là tiếng mũi tên xé gió không ngừng bay tới, còn có cả tiếng ngựa gào thét thất thanh. Vẻ mặt mấy thống lĩnh còn lại biến đổi. Nam Cung Tuyệt ra lệnh, 8 vạn tinh binh tập trung ở cánh đồng phía bắc khe núi, lấy tĩnh chế động. Hoa Chữ Vũ cúi đầu thở dài một tiếng. Quả nhiên là có mai phục, đúng là đáng tiếc cho 1.000 con ngựa kia. Tối nay không thể tránh được một trận khổ chiến. Nhìn bốn xung quanh, nơi này là đất, có địa hình bằng phẳng. Thỉnh thoảng có vài gò đất nhấp nhô, không phải địa hình thuận lợi để đánh phục kích. Đây là địa hình bất lợi đối với quân Nam Triều. Bóng đêm u tối, những cơn gió lạnh lẽo thấm vào người, mang theo sát ý nặng nề. Hoa Chữ Vũ theo thói quen, cúi người xuống tìm túi rượu. Trước khi ra xa trường, nàng phải uống mấy ngụm rượu mạnh. Chỉ có cảm giác cay độc của rượu mới áp chế được tình cảm thương xót trong lòng. Dù đã chinh chiến nhiều năm, nhưng nàng vẫn là nữ nhân. Nàng vẫn nhớ được cảm giác ghê tởm khi lần đầu nhìn thấy máu thịt trên chiến trường. Những lúc đó nàng chỉ có dùng rượu mạnh để ổn định lại tâm trạng. Tuy bây giờ nàng đã có thể thản nhiên đối mặt, nhưng việc uống rượu đã trở thành thói quen. Chỉ là nàng không bao giờ tự chuẩn bị, mà chỉ cần giơ tay lấy túi rượu bên người Bình Lão Đại. Còn bây giờ Bình An Khang Thái không còn bên cạnh nàng, An Tiểu Nhị ở trong Thâm Cung, Thái Tiểu Tứ lại ở lại Vũ Đô đóng giả Doanh Sơ Tà, Bình Lão Đại và Khang Lão Tam ở lại Vũ Đô giúp nàng điều tra tin tức. Thì ra cảm giác cô độc một người một đường là như thế này. Nàng vừa đưa tay xuống hông ngựa, chợt có một cánh tay dài đưa tới trước mặt. Trong tay người kia là một túi rượu đã tháo nút, hương rượu cay nồng theo hương gió đêm thổi tới. Hoa Chữ Vũ kinh ngạc, sao trong Hồ Doanh lại có người biết được thói quen của nàng. Nàng ngước mắt, mỉm cười với người vừa đưa rượu cho nàng. Môi mím chặt thành một đường mỏng, ánh mắt hẹp dài lóe lên sự trầm tĩnh và cơ trí. Hai hàng lông mày sắc bén, gương mặt quen thuộc này khiến Hoa Chữ Vũ nóng lên. Nàng nhận lấy túi rượu, ngửa đầu uống liền mấy ngụm.
vẫn là loại rượu thiêu đao tử nàng vẫn thường hay uống, vẫn là cảm giác cay nồng mãnh liệt giống như trước đây, cảm giác cổ họng như bị đốt cháy, uống liền mấy ngụm. Thấy bên trong còn không ít, nàng đang muốn uống thêm thì cánh tay kia đã đoạt túi rượu về. 5 ngụm, không được phép hơn. Giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc vang lên. Bình lão đại vốn rất ít nói, nhưng hắn đã nói một là một, hai là hai, tướng quân như nàng còn phải chịu hắn quản lý. Hỏa chư vũ nhếch môi cười hỏi, Bình, sao người lại tới đây, Khang đâu? May mà lúc này trong khe núi đang rất ồn ào, mọi người đều đang chú ý động tĩnh bên trong. Không có ai rảnh rỗi để ý tới chỗ nàng. Bình lão đại nhào mắt nhìn Hoa chữ vũ hồi lâu mà không nói gì. Hoa chữ vũ hiểu ra, Bình lão đại vẫn chưa nhìn qua gương mặt thật của nàng. Có lẽ là hắn đang cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng biết, Bình lão đại sẽ không bao giờ cười nhạo nàng như An tiểu nhị. Nhưng nếu chưa bao giờ nhìn thấy, sao hắn lại nhận ra nàng? Ta vẫn luôn ẩn nấp trong quân. Khang đang ở vũ đô. Bình lão đại lấy lại vẻ bình tĩnh, khó khăn đưa mắt rời khỏi gương mặt Hoa chữ vũ, nhấn mày chậm rãi nói, sao người lại nhận ra ta? Hoa chữ vũ khẽ hỏi. Trước khi nàng rời khỏi Bắc Cương đã truyền tin cho An tiểu nhị, nhưng nàng không ngờ Bình lão đại cũng theo tới đây. Hắn còn biết cách che giấu bản thân, nếu đổi lại là Khang lão tam, sớm muộn gì cũng bị tiết lộ thân phận. An nói cho ta biết. Bình lão đại trả lời. Hoa chữ vũ ngẫm nghĩ, trong 4 người Bình An Khang Thái, mới chỉ có An tiểu nhị biết nàng vào cung làm thái giám, cũng mới chỉ có hắn mới nhìn thấy gương mặt thật của nàng. Nàng từng bắt hắn thề không được nói cho những người khác biết, cho nên trước giờ Hoa chữ vũ vẫn luôn truyền tin cho bọn họ thông qua An tiểu nhị. Người đừng trách hắn, tất cả chúng ta đều lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Thật ra An cũng không hề nói cho ta biết cụ thể, là ta tự đoán được. Bình lão đại thản nhiên nói. Hắn còn nhớ lúc An tiểu nhị miêu tả dung mạo tướng quân, hắn chỉ nói một câu vô cùng xinh đẹp. Nếu người nhìn thoáng qua sẽ không bao giờ nghĩ đó là tướng quân. Bình lão đại biết An tiểu nhị trước giờ luôn độc mồm độc miệng, tướng quân sao có thể dùng 2 từ xinh đẹp như hắn miêu tả được. Nhưng khi hắn đi theo giáo úy lên tường thành Dương Quan, nhìn thấy người thanh niên đánh nhau với Bắc Đế Tiêu Dận, hắn đã nhận ra chiêu thức của nàng. Và đó cũng chính là lần đầu tiên hắn hoàn toàn đồng ý với quan điểm của An tiểu nhị. An tiểu nhị nói không sai chút nào. Hoa chư vũ gật đầu, đương nhiên nàng không trách bọn họ. Tiếng vang trong khe núi rất lâu mới ngừng lại. Một lúc sau, dường như Bắc quân nhận ra mình bị mắc lừa. Vốn bọn họ định mai phục trong khe núi, chờ cơ hội tiêu diệt quân Nam Triều, nhưng kế hoạch chưa thực hiện, bọn họ lại bị bại lộ. Nhưng bọn họ cũng không quá để ý, dù sao bọn họ cũng rất tự tin vào khả năng dã chiến của mình. Thống soái Bắc Triều ra lệnh, tất cả binh sĩ Bắc Triều cầm lang nha bổng xung phong liều chết lao xuống, đại chiến với quân Nam Triều trên cánh đồng bát ngát. Binh sĩ Bắc Triều cao lớn vạm vỡ, còn quen dùng binh khí nặng là lang nha bổng. Lúc 2 quân giáp vào nhau, binh sĩ Nam Triều ăn khổ không ít, nhưng không hiểu vì sao, quân sĩ Bắc Triều không ngừng không chiếm được lợi thế mà còn bị chết một lượng lớn không rõ nguyên nhân. Chỉ thấy hàng binh sĩ Nam Triều đầu tiên tất cả đều dùng thương dài 8 trượng. Những binh sĩ Bắc Triều dùng lang nha bổng còn chưa kịp tới trước mặt họ đã bị trưởng thương chắn ngã xuống đất. Tốp binh sĩ cầm trưởng thương đứng sau lập tức tiến lên dùng đại đao chém bọn họ không đứng lên được nữa. Sau khi chém xong liền linh hoạt lùi trở về. Tấn công lần thứ 3, Bắc Triều thảm bại. Thống soái phía bên Bắc Triều chính là Tả úy Trương Tích và Hữu úy Đạt Kỳ. Đạt Kỳ trừng mắt hổ, gần xanh nổi đầy trán. Đây là loại đấu pháp gì? Binh sĩ Nam Triều đúng là dạo hoạt. Trương Tích nhìn cuộc chiến trước mắt nói, Đạt Kỳ, đây là đấu pháp của binh sĩ truyền trấn thủ ở Tây Cương. Không ngờ binh sĩ ở Kinh Thành cũng biết. Chúng ta mau đổi chiến thuật đi. Đấu pháp này là do Hoa chữ vũ dựa trên đặc tính của vũ khí Bắc Triều đem ra bàn bạc với các vị thống lĩnh. Bộ binh Bắc Triều rút ra, toàn bộ kỵ binh khí thế hùng mãnh như sóng biển cuồn cuộn tràn tới. Kỵ binh Bắc Triều không hổ là quân đoàn giỏi nhất trong lĩnh vực dã chiến, thế đánh nhanh như sấm sét, không thể chống đỡ. Hoa chữ vũ trầm mặc, nếu trực diện tấn công, tổn thất sẽ thuộc về Nam Triều, phải nghĩ cách đưa mũi nhọn quay ngược lại Bắc Triều. Do dự trong chốc lát, Hỏa chữ vũ liền cho người đứng bên thổi lên 3 tiếng kèn. Đợi âm thanh chiến trường lắng xuống,
nàng cao giọng nói. Năm hàng kỵ binh đầu hổ danh mau xuống ngựa, dùng đao đâm vào mông ngựa đuổi chúng chạy về hướng Bắc Triều, nhanh. Nàng truyền nội lực vào giọng nói, ai cũng nghe rất rõ. 1.000 binh sĩ hổ danh lập tức nhảy xuống, vùng đao đâm vào mông ngựa. Bọn họ là những binh sĩ yêu ngựa, nhưng vào giờ phút này chỉ đành phải nhẫn tâm. Những con ngựa bị thương hí dài, điên cuồng chạy về phía quân đội Bắc Triều. Hàng kỵ binh lập tức hỗn loạn, có người không kịp đề phòng ngã xuống ngựa. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi này, binh sĩ Nam Triều vung trường thương, vùng đại đao liều chết xông lên. Hoa Chữ Vũ giục ngựa xông lên trước. Trường thương tung bay vẽ ra những vòng tròn chói mắt. Mỗi chỗ mũi thương điểm qua lại có một loạt binh sĩ Bắc Triều rơi xuống ngựa. Trường Tích giục ngựa nghênh đón, hắn nhìn viên tiểu tướng mặc áo giáp màu tro xung phong liều chết trước mắt. Không biết vì sao trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Lương Tử Quan, viên tiểu tướng áo trắng Doanh Sơ Tả. Lúc đó tiểu tướng kia mặc áo giáp bạc, đầu đội mũ giáp bạc, trên lưng mang theo thiên nhai minh nguyệt đao, dưới yên ngựa dắt một cây ngân thường, khí chất độc lập trời sinh đó đến giờ hắn vẫn chưa quên được. Lúc ấy hắn còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được người thanh niên đặc biệt đó, không ngờ tối nay lại có thể gặp được một thiếu niên giống hệt với phong thái của Doanh Sơ Tả năm đó. Nhân tài Nam Triều lớp sau sổ lớp trước. Trận chiến này vô cùng kịch liệt. Vốn binh sĩ Bắc Triều nghĩ có thể nhẹ nhàng phục kích quân Nam Triều, vậy mà không ngờ lại rơi vào thế giằng co. Hoa Chữ Vũ và mấy thống lĩnh khác đều rõ, chém giết lâu dài, người chịu thiệt chính là bọn họ. Huống chỉ nhân số cách nhau quá xa, 8 vạn binh sĩ cũng không phải đối thủ của Bắc quân. Do đó binh sĩ Nam Triều cũng không ham chiến, vừa đánh vừa chừa đường rút lui. Binh sĩ Bắc Triều sao có thể bỏ qua cơ hội lần này, người ngựa không ngừng bám sát phía sau. Hoa Chữ Vũ dẫn một đội quân đi vào đường núi. Quân Nam Triều không thể cầm cự nổi trên cánh đồng rộng lớn, chỉ có cách lợi dụng địa hình đồi núi mới có thể cầm cự, đợi quân tiếp viện. Cứ như vậy tới canh năm, đại quân vừa đánh vừa lui đến sát chân núi Liên Ngọc. Phía sau bọn họ là một khoảng núi non trùng điệp, trước mắt là một khe núi hẹp. Hoa Chữ Vũ thống lĩnh hổ danh và 2 vạn binh mã của Nam Cung Tuyệt ở phía sau cản đường. Đường Ngọc không dẫn binh nhưng cũng ở lại cùng bọn họ liều chết ngăn cản Bắc quân tiến vào. Tất cả binh sĩ còn lại rút vào sâu trong khe núi. Mặt trăng phía cuối chân trời đã sớm biến mất, những vì sao lạnh lùng không biết đã chạy tới nơi nào. Bầu trời cao vạn dặm, không có trăng cũng không có sao, đèn đặc như mực. Đây chính là thời điểm u ám nhất trước bình minh. Hỏa Chữ Vũ đứng trên đội dốc cao, Bình Lão Đại theo sát không rời. Cây đuốc cách đó không xa chiếu sáng bóng người nàng. Dưới bóng đêm nồng đậm, áo giáp màu bạc phản chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo. Mái tóc đen bị gió thổi tung ra sau lưng, tôn lên một gương mặt rất đẹp, đẹp đến khiến người ta kinh diễm. Một gương mặt rất lạnh, lạnh như tu la, nhưng nàng đang khẽ mỉm cười, nụ cười uể oải đầy mị hoặc. Tay cầm ngân thương đứng trên cao, khí thế khiếp người nhìn Bắc quân đang dần dần tiến tới. Trường Tích không nhìn được, hạ lệnh cho đội ngũ dừng lại bắn tên. Tên trút xuống như mưa, Hoa Chữ Vũ giục ngựa dẫn theo binh sĩ liều chết xông xuống. Cùng với Nam Cung Tuyệt, Đường Ngọc thành ba hướng tấn công quân địch. 3 người như hổ lạc vào bầy sói, trường thương tung bay mặc sức chém giết. Đạt Kỳ giục ngựa đi tới, trường kích trong tay mạnh mẽ chống lại trường thương của Hoa Chữ Vũ. Hoa Chữ Vũ biết Đạt Kỳ là một viên mãnh tướng của Bắc Triều, lực tấn công của hắn rất lớn. Một cây trường kích mạnh mẽ lướt trong gió, phàm là binh sĩ Nam Triều bị trúng một kích của hắn đều bị rơi xuống ngựa đi đời nhà ma. Thế là trận chiến giữa Đạt Kỳ và Hoa Chữ Vũ bùng lên. Hoa Chữ Vũ cũng có ý chặn đánh Đạt Kỳ, hạ thấp uy nghiêm của Bắc quân. Nàng nắm trường thương đón nhận một kích nặng nề của Đạt Kỳ, ngân thương va chạm với trường kích bắn ra nhiều tia lửa nhỏ. Cánh tay cầm trường kích của Đạt Kỳ khẽ run lên, hắn không dám tin tên thống lĩnh trẻ tuổi này lại có nội lực thâm hậu như vậy. Một hồi chém giết, cuối cùng Hoa Chữ Vũ đã đánh bại Đạt Kỳ. Trường thương mạnh mẽ liều chết phá vòng vây quân Bắc xông ra, cùng với Nam Cung Tuyệt, Đường Ngọc tụ lại một chỗ. 3 người nhìn đến, thấy binh sĩ trước đã an toàn rút hết trong núi. Đội ngũ của bọn họ bắt đầu lui dần về phía sau. Bắc quân đỏ mắt, bám chặt phía sau. Nhất là khi Bắc quân nhìn thấy Hoa Chữ Vũ đánh chủ soái Đạt Kỳ bị thương. Còn thấy bọn họ sắp rút vào trong núi, thẹn quá hóa giận,
hơn 100 tên kỵ binh liều chết xông vào cửa khe núi, mà đi phía sau là những người mất ngựa ở lại liều chết đã bị thương nặng. Hơn 100 kỵ binh Bắc Triều lao về phía này, mắt nhìn sắp có người chết dưới vó ngựa. Bóng ma tử thần đã bao phủ lên đầu bọn họ, cũng có người đã nhắm mắt lại chờ đợi số phận. Nhưng vào lúc này, Hoa Chữ Vũ phóng ngựa xông lên, liều chết chống lại hơn chục tên kỵ binh. Bình Lão Đại nhìn thấy Hoa Chữ Vũ lấy một địch trăm, vô cùng lo lắng, nhưng đã không kịp ngăn cản nàng, đành phải thúc ngựa đuổi theo. Hoa Chữ Vũ vừa xông lên trước, ngân thường trong tay xoay tròn một vòng, những tia sáng bạc xé gió mạnh mẽ bắn về phía Bắc quân. Mười mấy kỵ binh đứng trước có cảm giác như mình vừa va phải vách núi cứng rắn, kêu thảm một tiếng rồi cùng ngã xuống ngựa. Hoa Chư Vũ lấy sức một người đánh lại trăm người, tuy Toại Dương là thần mã nhưng dưới áp lực nặng nề cũng lùi dần về phía sau. Hoa Chư Vũ cưỡi Toại Dương chỉ cảm thấy chân khí cuồn cuộn dâng lên, cả người mềm nhũn, cổ họng đầy mùi máu tanh ngọt, phun ra một búng máu. Trong nháy mắt, nàng có cảm giác chân khí trong cơ thể tản mát ra ngoài, người ngồi cũng không vững, nàng biết mình đã bị nội thương. Nhưng nàng vẫn nghiêm nghị ngồi trên ngựa, đưa tay áo lau đi vết máu trên khóe môi. Khí lạnh bức người, một đôi mắt xinh đẹp mà lạnh lùng nhìn về phía trước. Lại tiếp tục xông lên, mắt thấy một mình nàng hạ gục 10 kỵ binh chỉ trong một chiêu mà còn uy mãnh như thế. Nhất thời không có ai dám tiến lên trước. Bảo thống lĩnh, phía sau có một binh sĩ Nam Triều hô lớn đầy thê thảm, bi thống. Tiếng hô này đã làm những kỵ binh Bắc Triều tỉnh lại trong sợ hãi. Không biết là ai mở đầu, cả khe núi không ngừng hô lớn. Bảo thống lĩnh, bảo thống lĩnh. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Tuyệt và Đường Ngọc đã dẫn kỵ binh tới. Có vài tên binh sĩ hộ doanh cũng chạy tới. Bình Lão Đại xông tới đầu tiên, kéo Hoa Chữ Vũ vào lòng hắn. Hai người một ngựa nhanh chóng chạy vào trong núi. Toại Dương được một binh sĩ khác giữ lại, chậm rãi đi ở phía sau. Ngay cả Toại Dương cũng bị nội thương rồi. Ngốc quá, ngươi nghĩ bọn họ là cô nhi quân của chúng ta sao? Bọn họ đáng giá để ngươi liều cả mạng sống sao? Khuôn mặt Bình Lão Đại toát lên vẻ buồn bực. Gương mặt Hoa Chữ Vũ tái nhợt nói, bây giờ bọn họ là thuộc hạ của ta. Uy danh của Doanh Sơ Tả trong quân cao như vậy, chủ yếu là do trên chiến trường, nàng luôn liều mình bảo vệ sự an toàn của binh sĩ, hạn chế tối thiểu mức thương vong. Binh sĩ Nam Triều lùi vào trong, tuy cửa vào núi đã bị chặn lại, nhưng Bắc quân lại đi theo được một con đường vòng khác, bám giết không ngừng. Xem ra Tiểu Dận đã hạ nghiêm lệnh, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ binh sĩ Nam Triều, cho nên bọn họ mới bám sát không ngừng nghỉ. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, trời sắp sáng, có thể lờ mờ thấy rõ cảnh tượng trong núi. Nếu là ban ngày, Bắc quân càng dễ phát hiện ra hành tung của bọn họ. Hoa Chữ Vũ ngồi dưới, tựa lưng vào gốc cây. Những binh sĩ hổ danh không ngừng tới trước, hỏi thăm tình hình của nàng. Nàng nhìn những đôi mắt tha thiết trước mặt, nhớ tới cô nhi quân của nàng. Cô nhi quân đã phân tán, không biết bây giờ bọn họ sống như thế nào. Có lẽ tất cả đã trở thành những người dân bình thường. Tuy Bình Lão Đại lo lắng cho nàng, nhưng cũng không dám thân cận quá mức. Lúc nào cũng phải ẩn mình trong quân, sợ bị người khác nhận ra. Ta không sao, các người không cần lo lắng. Hoa Chữ Vũ cười nói. Thật sao? Các binh sĩ vẫn không tin. Thật, các người nhanh đi chuẩn bị nghênh địch. Hoa Chữ Vũ khẽ nói. Đợi những binh sĩ kia đi rồi, nàng lại phun ra một ngụm máu. Hoa Chữ Vũ biết nàng phải tự điều dưỡng một thời gian. Nàng nhắm mắt lại, vận nội lực chữa thương. Khi trời sáng rõ, Bắc quân bắt đầu tổng tiến công. Hoa Chữ Vũ tựa vào gốc cây, chỉ huy hổ danh cách bày trận đón địch. Hổ danh không phải cô nhi quân, nàng chưa bao giờ huấn luyện qua bọn họ, nên bọn họ không thể phát huy được hết trận pháp nàng truyền thụ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cầm cự với Bắc quân một thời gian. Chống cự tới giờ thìn, chợt nghe phía Bắc quân rối loạn, có một cột khói màu đỏ phóng lên cao. Hoa Chữ Vũ chấn động, 10 vạn binh mã kia đã đến rồi. Nam Cung Tuyệt dẫn quân xông xuống hợp với 10 vạn binh mã. Trong đánh ra, ngoài đánh vào hung hãn chém giết. Người thấy thế nào? Hay là ở lại đây đi? Đường Ngọc đi tới thản nhiên hỏi Hoa Chữ Vũ. Hoa Chữ Vũ nói, ta ngồi ở đây, xung quanh đây đều là binh mã, chỗ này rất an toàn. Đường Ngọc nheo mắt, người nói không sai, vậy ngươi ở lại đây đi. Sao ngươi không ra trận? Hoa Chữ Vũ kinh ngạc hỏi.
Đường Ngọc đưa mắt nhìn Hoa Chữ Vũ không nói gì. Đương nhiên, hắn rất muốn xông ra ngoài chém giết, nhưng mà cũng không thể lơ là việc chăm sóc người này. Đây là chuyện trước khi ra trận, tướng già đã đặc biệt dặn dò hắn. Chiến sự giằng co tới tận giờ ngọ, cuối cùng Bắc quân bại trận. Đạt Kỳ và Trương Tích dẫn theo 3 vạn binh mã còn sót lại, mở đường máu xông ra ngoài. Vốn muốn tiêu diệt binh mã của Nam Triều, vậy mà không ngờ phe mình lại tổn hại tới mức này. Nghe những âm thanh dưới núi hỏa hoãn lại, Hoa Chư Vũ khẽ thở dài một tiếng. Lúc này nội thương của nàng còn nghiêm trọng hơn so với cả ngoại thương, e là phải dưỡng bệnh trong thời gian dài. Hoa Chư Vũ ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành nhiều điểm sáng chói mắt. Tiếng gió thổi qua mang theo những tiếng than khóc trong không trung. Nàng khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu thở dài. Từ xưa tới nay đã ra chiến trường còn mấy ai tồn tại. Bên tai bỗng vang lên những tiếng bước chân rất khẽ. Trong giây lát, một mùi máu tanh nồng đã đi tới trước mặt nàng. Hoa Chữ Vũ cả kinh mở mắt ra, rồi lại nhau mắt lại. Cách chỗ nàng 10 bước, có một bóng người đang đứng. Trời đất an nhàn. Muốn đi ngủ đi. Trời đất an tĩnh vô cùng. Tiếng gió xào xạc xuyên qua núi rừng như ai oán, như những oan hồn vừa mới mất đang khóc thút thít. Mà người đứng trước mặt mặc một bộ áo giáp màu trắng, trong tay cầm theo một cây trường thương, phía đầu mũi thương có những giọt máu chưa kịp khô chảy xuống. Chiếc áo choàng màu trắng bạc tung bay, ánh nắng bao trùm lên cơ thể hắn. Hắn ngạo nghễ đứng đó, giống như lúc này cả trời đất chỉ có một mình hắn đơn độc. Người mới tới đội khôi giáp che khuất gương mặt, tuy không thấy rõ khuôn mặt kia, nhưng Hoa Chữ Vũ lại có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn. Ánh mắt sáng rực xuyên qua lớp màn che nhìn thẳng về phía nàng. Ánh mắt mãnh liệt tựa như muốn thiêu đốt nàng. Hoa Chữ Vũ hoảng hốt. Rốt cuộc người kia là ai? Người bị thương sao? Mũi thương chống xuống mặt đất, giọng nói thanh đạm như gió chuyển tới. Hoa Chữ Vũ đưa tay vuốt cằm. Người mới tới đưa tay tháo khôi giáp ra rồi ném xuống đất. Sau đó là áo choàng, giáp bạc. Tất cả đều đè gọn quanh cây trường thương. Hoa Chữ Vũ trừng mắt, sững sờ nhìn lịch huyết chiến trong giây lát đã biến thành tả tướng ôn nhã. Mái tóc đen rối tung trong gió, thân hình cao lớn đứng thẳng, tà áo trắng phiêu giật như tiền hạ phàm. Nếu không phải áo hắn nhiễm chút máu tươi, Hoa Chữ Vũ thật sự nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Người vừa có ánh mắt và khí thế bức người kia chính là Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly đó là một người hoàn toàn xa lạ với nàng. Tuy nàng biết võ công của hắn rất cao, nhưng nàng không bao giờ ngờ tới sau khi hắn mặc chiến giáp, tay cầm trường thương lại có sự thay đổi lớn tới mức này. Nàng càng không ngờ Cơ Phượng Ly lại tự mình dẫn 10 vạn đại quân tới. Chắc sợ tiết lộ thân phận nên hắn mới phải đeo khôi giáp che kín mặt. Nói thật, cho dù là Hoa Chữ Vũ vừa tận mắt chứng kiến sự biến đổi của hắn còn cảm thấy khó tin. Bị thương thế nào? Cơ Phượng Ly hơi nhíu mày gằn giọng hỏi. Không chết được. Hoa Chư Vũ chống người vào thân cây, miễn cưỡng đáp. Cơ Phượng Ly nghiêm mặt, dường như bị lời nói của Hoa Chư Vũ làm cho tức giận. Hắn lạnh lùng nhào mắt. Ta biết là ngươi không chết. Cái hắn muốn biết là Hoa Chư Vũ bị thương như thế nào. Câu hỏi của hắn tuy ngắn gọn nhưng lại rất rõ ràng. Không sao, không có chuyện gì. Hoa Chư Vũ nhếch môi cười nói. Tướng gia, bảo thống lĩnh không có việc gì, chỉ là bị nội thương. Điều dưỡng một thời gian sẽ không sao nữa. Đường Ngọc thấy thế liền mở miệng nói. Cơ Phượng Ly không nói gì mà chỉ bước nhanh đến bên cạnh Hoa Chữ Vũ, nhanh như chớp đưa tay ra phía sau lưng nàng. Hoa Chữ Vũ kinh ngạc, đang muốn giãy giụa né tránh thì nghe thấy tiếng Cơ Phượng Ly quát lên. Đừng có nhúc nhích. Trong nháy mắt, Hoa Chữ Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ chân khí truyền vào từ phía sau lưng rồi lan ra khắp toàn thân. Cơ Phượng Ly đang dùng nội lực giúp nàng chữa thương. Nội lực của hắn thật sự rất thâm hậu, chỉ một lát sau cảm giác đau đớn trong lục phủ ngũ tạng đã giảm bớt vài phần, thoải mái hơn rất nhiều. Thời gian một nén nhang trôi qua, Cơ Phượng Ly mới thu tay về, lệnh cho Đường Ngọc. Người đi tìm một bộ cáng lại đây, e là bảo thống lĩnh không thể cưỡi ngựa vào lúc này. Đường Ngọc đáp lời đi xuống, chỉ một lát sau đã dẫn theo mấy binh sĩ mang cáng tới. Hoa Chư Vũ nằm yên trên cáng để mặc cho binh sĩ nâng đi. Tuy đại thắng, nhưng Tiêu Dận vẫn chưa xuất quân. Cơ Phượng Ly lo Tiêu Dận biết 18 vạn đại quân Nam Triều đang tập trung ở đây,
Như vậy hắn sẽ biết Dương Quan không có quân phòng thủ, liền vội vàng sai đại quân xuất phát, đi không ngừng nghỉ quay trở lại Dương Quan.